trong đời sống và đường lối của một Phật gia làm sao cho trong sáng, phải như thế nào mới đúng gọi là thiền tâm. Ý hỏi là khi mình đã là một Phật gia rồi thì trong cái đời sống và cái đường lối sống của mình thì làm sao phải đúng như theo tấp của thiền tâm. Phật gia, thiền gia mình có cái danh này để tôn đạo thôi, chứ còn việc sống hàng ngày như thế nào thì mình cứ sống như vậy, đừng có sống ngoài, đừng có sống theo cái kiểu mà người thế gian nói tôi không dám làm này làm kia, mình cứ gia đình mình như thế nào cũng sống y như vậy. Bởi vì thiền tâm là nó có cái đặc biệt hơn cái các cái pháp môn khác. Ví dụ các môn pháp ở môn khác như tịnh độ thì cứ tối ngày cái niệm mà không dám làm cái gì, mà chú cũng vậy. Còn cái thiền tâm này là nói là đi vào trong thực tế, mình có gia đình mình lo cho gia đình. Những cái mà Phật gia thiền gia bây giờ để phân cấp trong cái đạo để giúp người khác, người khác biết rằng là tôi đã hiểu thiền tâm ở cái trình độ đó đó, chứ nó không có giá trị gì vấn đề cái đề mà giải thoát ấy. Còn giải thoát á, muốn giải thoát thì phải làm sao có công đức và đồng thời biết được cái công đức trở về Phật giới. Đây là hai cái điều quan trọng nhất. Rồi cái điều quan trọng nữa đó là mình có muốn về không, hay là cứ ở đây được, cứ thấy ông nào cũng lại, thấy bà nào cũng lại. Muốn về thì dẹp hết tất cả những gì ở trong thế gian này. Thì nói tóm ra là bây giờ bắt trước ông Trần Nhân Tông tu đi. Ông Trần Nhân Tông á, ông tuy ông bỏ ngôi vua nhưng mà có người thế ông lên trên núi để ông biên chép, ông ra soạn những cái bài ở lưu trữ thế. Mà chùa Thiền Tông Tân Diệu đã có lưu lại một số. Cái sự thật cũng viết rất nhiều, viết đó để ông viết sách chứ có gì hết rồi. Rồi ông, tất cả những người nào muốn hỏi lên ông trả lời cho. Nhưng mà ngày xưa lên trên Yên Tử không có nhiều như bây giờ mình đâu. Người nào mà thật tình muốn tu cái này lên ông nói cho nghe. Còn những người mà hỏi kêu khỏi không đúng về giải thoát ông trả lời cho. Đó thì bây giờ nói cái vấn đề này, cái Phật gia thiền gia mình gia đình thì phải sống gia đình, lo cho gia đình, đừng có lo cái chuyện tà bậy tà bạ bên ngoài. Đây là cái thực tế nhất của cái đạo Phật. Thiền tâm này là cái tinh hoa của đạo Phật chứ không phải đơn giản đâu. Còn tất cả những cái mà tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, đó là những cái phương tiện để dẫn cho người ta chứng đắc, để người ta thích vậy thôi. Chứ Đức Phật biết là mấy ngàn năm trước dạy cái này không ai nghe đâu. Bây giờ này, lời người văn minh đã lên thật cao rồi mà dạy người ta còn không nghe, huống chi mấy ngày xưa là đồ đá, đồ đồng á, tất đời đời này gọi là duy tử mà còn ta chưa chịu nghe. Người ta vẫn chui cái đầu vào lo này lo kia, họ không hiểu được cái nguyên tắc vật lý trên cái đất này. Mà dù có làm cái gì đi nữa nó cũng đi theo cái quy luật nhân quả luân hồi. Đức Phật muốn chỉ là chỉ cái phần này để muốn giải thoát. Ai muốn giải thoát thì tu thiền tâm, còn ai muốn lên nước tịnh độ thì tu tịnh độ, ai muốn làm thần thì tu thần. Đó thì trong đó bởi sáu pháp môn của Phật dạy chỉ sáu đường luôn, duy nhất chỉ có thiền tâm mới chỉ thoát con đường đi ra ngoài nhân quả. Còn cái vấn đề rồi nói vấn đề thiền gia Phật gia, đây là phương tiện để giúp. Mà hơn nữa đó, cái quan trọng nhất cái Phật gia đó, khi mà người ta truyền thiền để dặn dò mình cái lộ trình về Phật giới, nên chú ý cái phần này. Nếu mình không chú ý là không về được. Nếu mình không chú ý đó thì nó bị lạ. Tại vì mấy ông thần, thứ nhất là ông thần quản lý tánh mình, ông lừa mình, nó lạ cái chỗ này. Nó sẽ trở lại vấn đề Phật gia, thiền gia đó. Thì có thắc mắc gì cứ hỏi đi. Câu tiếp theo là
ở trong thiền tông có thiên ma hay không? Ở trong thiền tông có thiên ma hay không? Thiên ma. Cái thiên ma này của vật lý, cái đó trong thiền tông có xài cái này. Thiên ma là nó hoàn toàn nó sinh hoạt ở trong thế giới vật lý. Thiên ma này là gì? Là những cái ham muốn của con người á. Đó là cái do cái tưởng của con người nó ra. Mà ham muốn con người nó thuộc về âm, thì trong giai đoạn đạo Phật nó gọi là thiên ma. Thiên là thiên hình vạn trạng, ma là hình tướng. Dù đó thật mình ham muốn cái gì cũng nằm ở trong cái quy luật nhân quả hết. Quy luật nhân quả thì Đức Phật gọi là thiên ma. Rồi ngoài chứ. Câu hỏi tiếp theo là tạo công đức mà ngã mạn thì có công đức hay không? Tạo công đức mà thích ngã mạn nó còn có công đức hay không? Tạo công đức mà ngã mạn có chứ không, nhưng mà công đức bị vô đen. Có nghĩa là mình có già, cục già, có cục vàng, nhưng mà cục già bị nhấn dưới sự đen. Thành ra nó không phát huy công năng của cái công đức được. Vì thế á, và từ đó là ông Sư Lợi Pháp Án ngày xưa đó, mấy đời trước ông Phật ông tự ông bố thí rất nhiều, nhưng mà ông cho ông là người giàu có, ai xin thì cho, ai xin thì cho ai, làm gì cũng gọi là có cái ngã chấp đó. Thì ông có công đức nhưng công đức cũng bị vô đen, nó không phát huy được cái công năng của nó. Vì thế mà Đức Thích Ca ông mới nhìn thấy ông được mới giải mã được cái này. Nói về sao giải mã thì giờ ông Thích Ca giải mã rồi, bắt đầu ông tạo một công đức khác, ông tạo bằng một cách kêu bằng tự nhiên á. Vì sao ông còn cái mà công đức bị hô đen khi về Phật giới rồi nó có xóa được, vì trong Phật cái hô đen này nó nằm ở trong nơi âm của thế giới vật lý. Khi về thế giới Phật rồi thì cái âm này vào trung tâm hiện hành là cái âm này nó bị mất, thì cái công đức nó sáng ra được, thì đem về Phật giới mới sử dụng được. Câu hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo là là một Phật tử thiền tông nhưng mà không được nhiều thiền, nhưng mà biết được công thức giải thoát, biết được tạo, biết cách tạo công đức thì khả năng có được về Phật giới hay không? Truyền thiền 100 người còn mới đi được có 5 người thôi, thì làm sao trở về Phật giới được? Mình nói thì cái này nó khó chứ phải không? Ngày xưa khi mà Lục Tổ Huệ Năng ông nhận được cái pháp này, ông đi 30 ngày đường để tới ông Ngũ Tổ Quần Nhẫn xác nhận rồi. Mình bây giờ phương tiện di chuyển rất nhanh và rất khỏe, thì nếu mà muốn về Phật giới phải tuân thủ nghiêm ngặt. Tiền thiền mà 95 người ở lại còn có 5 người đi tới thì mình nên tới, còn mình kêu bằng lơ lơ là thôi thì đi tiền cho nó vui thôi chứ làm sao về được. Bởi vì khi mà mình ngồi đây truyền thiền, vị Phật đến chứng minh rằng nhìn thấy người đó đã có được có đủ tư cách về Phật giới không? Còn ông đủ thôi làm sao ông rước mình về được? Ông Thích Ca còn phải nguyên năng rước mới về được. Còn mình bây giờ trong bốn quyền ký bởi vì nói là không phải ai nghe thì ta cũng về được đâu, nhưng mà mình xét lại mình muốn về được thì phải nghiêm chỉnh chấp hành của thiền tông. Đức Phật dạy cái gì thì phải chú ý nghe và thực hiện cho đúng. Tâm này thì có lương lẹo có cứ gì hết, giống như mình làm cái gì á, tiền bạc của mình làm ra bằng cái mồ hôi nước mắt của mình thì mới sức vậy, sử dụng một chưa lâu dài thuốc chi tiền bạc mình lương lẹo người khác, thì cái công đức nó cũng nằm ở chỗ này. Nếu mình làm mà không có tục, không có dùng sáng thì công đức không một nó vô đen, là tất nhiên mà không rước mình về đâu. Rồi mình đi luân hồi nữa, nó ổn tưởng thời gian 10.000 năm mới Đức Phật mới công bố rằng là. Mà cũng may á là ông Thích Ca công bố tại đất rồng, chứ nếu mà người nước rồng mới hiểu được cái này, chứ bây giờ người Trung Quốc không biết cái này, người Nga không biết, người Mỹ không biết cái này. Rồi rất đơn giản, mà bây giờ cái thời gian công bố ra nó có hiệu lực đâu có dài, 100 năm ta lợi thôi. Thì mình nên nhớ rằng nếu
vì còn nắm được cơ hội thì mình phải lưu hồi nữa. Giống như đã tới bờ không chịu trèo lên thì đầu tiếp tục lưu hồi tiếp, rồi phải qua một cái chu kỳ nữa. Bây giờ kiếp này mình còn là người công bố vị trí ra mình không lắm thì thôi đi tiếp tục không quay một cái nữa. Bây giờ nói thật, tôi quay lên đây là sắp 10.000 năm thì cái đất này đã bị hủy diệt một lần, nó trở lại cái ban đầu. Thì cái thiện tâm này nói thì nghe thì nó rất dễ, nhưng mà nếu đi vào chi tiết cực kỳ khó thì nên cố gắng. Nếu cái này thì cũng không khuyên, khi mà tôi ở đây là tôi chỉ công bố vị trí để tôi nói từng thứ lớp ra cho nghe, rồi ai nương theo nổi thì nên nương, còn nương không nổi thì thôi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là người lâm nữ dạy tôi là phải công bố và cắt nghĩa cho người ta nghe, chứ không phải là gì dạy nghe cái này rồi tôi là có bộ công bố ra. Đức Phật nói cái gì con phải công bố ra từ chi tiết cho người ta biết, rồi phát triển trở về Phật giới của người ta, chứ không phải được mình làm sao mà tiếp để giúp người ta được. Chính tôi công bố mà với tôi có về nổi đâu thì làm sao, nó đâu phải đơn giản đâu. Đừng có hỏi ở thêm dạ. Cũng câu đó, câu tiếp theo là bản thân con là muốn làm công đức nên là chỉ bài cho người khác, hoặc ham muốn được việc thiện nên con đã nhờ người khác làm bài dùm. Vậy như vậy thì con có được công đức hay không? Mình nói có là công đức về cô đen, giống như visa đó, visa mà đi nước nào đó mà nó đúng visa thiệt đó, thì lên cửa khẩu đó, nó cho qua. Còn nếu mà visa giả thì nó biết nó bảo rồi sao đây, nếu visa giả rồi sao thì cái đó mình hiểu rồi. Visa giả nó có hai ba cái đắt léo đâu, một là nó trị tội mình vấn đề là làm giả, rồi thứ hai nữa về cái nhân phẩm mình như thế nào, rồi có thể nào người ta có thể trở lại là thứ hai để đi nhận xin visa là thứ hai nữa. Đã có cái phốt là nó khó lắm. Bởi vậy thành ra nói là nếu mà bị phốt rồi là không có nước biển nữa, còn không có cái đường lên đến sông. Nên nhớ một điều, tiền tâm nên phải nghiêm chỉnh. Cái gì mà làm phải không biết là phải âm thầm làm, không hiểu thì người ta chỉ cho, chỉ từ ly từ tí cho cái đường đó. Đừng có ham ngồi đi chuyện thì mình làm giả đủ thứ không lên. Giống như bây giờ đi ra học cái ngành gì đó, mình không chưa tốt nghiệp mà mình đi làm bài giả rồi để xin đậu á, rồi ra ngoài không làm được rồi sao đây, cũng có còn khổ nữa. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vậy xin hỏi nếu mà như vậy thì sau khi chết sẽ đi về đâu? Nếu mà trường hợp làm bài giả như vậy thì sau khi chết sẽ đi về đâu? Thì thiếu gì đường đi, thì giống như mình làm visa giả đó, lên ta chưa biết đi nước ngoài là đi về đâu, làm sao biết. Cái đó là điều theo cái anh canh gác nữa đó, anh phát hiện ra visa giả, anh giao cho mình đâu thì mình đi đó, có nghĩa là chắc chắn mình không về được. Còn giao đi đâu thì mình theo đó, giao cho ông cảnh sát hình sự thì ông cảnh sát hình sự dẫn mình đi, thấy không? Giao cảnh sát tư pháp thì cảnh sát tư pháp dẫn mình đi. Làm sao đó là làm sao trả lời chính xác được. Tất cả ở thế gian này nếu mình sử dụng cái gì đã thì chắc chắn là luật pháp qua cái điều mấy đó nó dẫn mình đi được, đi nơi đó. Thì thiền tâm cũng nằm trong cái nhà này. Đã hỏi giấy rồi, có cái gì tự nào cũng đã không hỏi thêm. Xin mời anh lên đây luôn. Còn ai cũng hỏi nó không, cứ lên trên này còn là một hộp với. Dạ, thưa chủ, thì con hỏi là vấn đề con thực hành thiền đang vướng một chỗ rồi. Mình biết là cái tự tánh thì nó tự nhiên là con cũng nhận được, thấy nghe nói biết
Nhưng mà khi mà con thấy nghe nói biết thì cái thấy và cái nghe của con nó luôn luôn bị một cái sự chú ý, có một sự chú tâm, con để nó tự nhiên theo được án thì chưa được, thì con đang thực hành con bước cho đó thì con nhân cơ hội con xin chủ tự hướng dẫn cho con để con vượt qua cái này. Thì trong kinh Diêm Cang có nói đó, còn coi trong kinh Diêm Cang Đức Phật dạy đó, tri kiến lập tri tức vô minh bộ, tri kiến bất lập tri tức tính nếu bạn coi cái căn đó, mình về cứ nhìn ngắm cái câu này, giờ nào mình đâu thấy mình đang sử dụng nó đến thấy mình thấy đó, cứ lập cái câu này hoài, cứ nhai nó riết lên thì tự nhiên nó sẽ thấy, nó sẽ hiện ra, nó hiện ra đây gọi là kiến tánh đó. Là anh cố gắng trong kinh Diêm Cang có gì rất rõ, nhưng mà cũng không phải mình nói một cái mà mình thấy được đâu, cứ nhai nó riết đi tự nhiên nó biết, tự nhiên nó hiện ra, cái hiện ra đó là cái kiến tánh đó, là kiến và là kiến tánh thấy đó. Chứ bây giờ chưa giờ không có cách nào giảng được hết, mà bây giờ phải căn cứ vào các kinh điển đại thừa Đức Phật dạy. Thỏa mãn rồi, thỏa mãn cơ hội chứ. Dạ, con sẽ thực hành cái phần là nhiệm vụ của chị. Và con có một câu hỏi thứ hai là trong cái tổ Huệ Hải ngày xưa có nói với vị sư là hai câu là bậc thánh mà thấy mình có ngoại đạo là vị ấy trả là phàm phu, phàm phu mà thấy mình có ngoại đạo thì vị ấy đã vào tổ thánh rồi đó. Thì câu đầu theo kết quả thì con có thể cảm nhận được, câu thứ hai con không hiểu, hoàn toàn không hiểu đến này, thì đây con nhờ được chỗ giải giải cho con. Trong kinh nói là nếu mình thấy mình chứng thắng đó, thì trong kinh Diêm Cang nó thấy chứng thắng là bị quần tà, tức có nghĩa là tất cả những người mà hiện tại trên cái đất này trong đạo Phật ưa tôi đi khoe tôi là thánh này thánh kia chính là ông nói tà. Còn bây giờ mình hiểu rồi, bởi vì Đức Phật nói là khi kiến tánh rồi không nói được một tiếng, Đức Phật còn không nói được thì làm sao người thế gian nói được. Vì thế mà trong kinh Đức Phật không có phá mấy câu nè, người mà thấy mình là thánh thì kẻ đó là tà, còn người nào kiến tánh mà không nói gì chính người đó là bậc thánh. Nên hiểu cái câu nó đơn giản vậy thôi. Dạ, con đã hiểu, cảm ơn chú. Rồi con hỏi tiếp theo là pháp môn thiền tông thì mới phổ biến ra rất ít chùa biết, nhưng còn kinh Pháp Hoa thì rất nhiều chùa biết. Nhưng mà tại sao ở trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ ràng rằng là tu tiểu thừa, hàng thanh văn đều là tà đạo không giải thoát được, nhưng cớ sao lại các chùa lại cứ thích tụng kinh Pháp Hoa mà không hiểu rõ được những ý sâu màu trong đó? Không lẽ nó có nguyên do gì đặc biệt hay sao? Bởi vì Đức Phật có dạy từ khi Đức Phật nhập niết bàn mới để trở lại tất cả các kinh điển thì hoàn toàn nói ẩn ý không có dạy rõ được, mà khi quyền bí công bố ra rồi mới dạy rõ. Vì tất cả các thầy mà tụng kinh Pháp Hoa, Thủ Lăng Nghiêm hay bất cứ gì rồi tưởng tượng ra nói thôi, chứ kinh nói rất rõ mà tại mình không hiểu. Mà nói đúng ra nếu muốn hiểu thì phải đúng cái công, biết cái công thức nó mới hiểu được. Chứ bây giờ có nhiều vị hòa thượng nổi tiếng đó đem kinh ra giảng trật lắc không có lúc. Mà tại sao? Là tại vì người ta không kiến tánh, kiến tánh mới giảng cái này được. Còn hiện giờ bây giờ nói ra nó sự thật là sao? Không cần kiến tánh nhưng mà cái này quyền ký đã nói ra rõ từng phần một. Bây giờ tôi nói cái vấn đề mà tại sao mà cái câu mà nói là kiến tánh là tà, và thấy kiến tánh là tà. Vì trong cái đất này mình mới hiểu nè, cái đất này gọi là ngũ thú tập cư, năm loài sống chung, không có nói loài thực vật trong này,
Nhưng cái loại cái được quyền mà làm hiện tượng lạ là loại thần. Vì thế mà tất cả cái gì mà mình tu ở đây mình thấy hiện tượng này hiện tượng kia, đó là ông thần ông làm. Là vì sao? Tánh Phật vào mượn thân con người để tạo công đức, thì tánh người nó là thích, nó thích này thích kia. Còn cái tánh Phật lúc đó nó quên rồi, đã ngủ quên trong tử cung của mẹ, và đồng thời nó bị bao dây của 16 thứ tánh người, thành ra tánh Phật không hiểu được đâu. Thành ra bây giờ Đức Phật muốn nói cái vấn đề giải thoát không được, là vì thời kỳ Đức Phật giảng đạo là thời kỳ đầu đồng, có nghĩa là chân kiến của người rất thấp, chỉ có một hai người không hiểu và chế giáo hóa bằng đồng thôi. Sau này bởi vì thành ra trong tất cả các kinh có nói đến chuyện tam giới, nhưng mà không ai giảng được chuyện tam giới là cái gì. Ai có lên làm xe, ai có lên thức tiên á, nó dễ cái dòng tam giới, nó dễ Phật thánh thần sống chung với đấy, không đúng không? Bởi vì tam giới ba cái giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, còn cái đất này rồi thần ngự trị, rồi người có trách nhiệm là dẫn đi luân hồi, nó hiểu cái nguyên tắc này thì mới giảng được cái chuyện tâm. Còn nếu mà mình không hiểu nguyên tắc này thì giảng được. Bởi vậy thành ra tại sao mà tất cả các chùa từ bắc chí nam không có chùa nào dám để là chuyên dạy giải thoát hay chuyên dạy giác ngộ, hoàn toàn không có. Đó, cái chỗ này nếu ông thầy nào giỏi dám để cái câu chuyên dạy giải thoát thì người đó mới đúng. Mà bây giờ công bố quyền ký ra rồi mà không chịu nương theo quyền ký để học, có nhiều người đem quyền ký xé bỏ. Rồi thứ hai nói là quyền ký là bịa đặt là tà đạo, thì cái giáo Phật nó trước mà ông nói là 98% người chửi cái quyền ký này, chỉ có hai người thôi đó. Mình thì nên nhớ rằng nó khó khăn ghê lắm. Mà bây giờ sở dĩ chùa Thiền Tông Tư Diệu có nhiệm vụ là công bố và phải giải thích ra để là chuẩn, để là chuẩn quá là cái lời của Đức Phật dạy thôi, chứ không có quyền quy gì. À, phải nên nhớ là thành ra người ta không hiểu. Bây giờ tất cả cái tinh hoa đạo Phật là gì? Giác ngộ giải thoát. Mà không có chùa nào giác ngộ giải thoát không? Mà chuyên môn cúng tụng không? Thì hỏi như là sao ra giác ngộ được? Giờ không lẽ ông Thích Ca ông ra người gõ cây ông cúng, không lẽ Trần Nhân Tông là trèo lên núi ông tụng, à, cầu cái gì thế đó? Mình phải hiểu cái tinh hoa đạo Phật nó làm hai cái ông này nè. Một là ông Thích Ca, hai là Trần Nhân Tông. Người Việt Nam mình mới có hai người, chứ còn tất cả nước ngoài nó có một ông Thích Ca thôi. Nó mình phải nên nắm được cái căn bản này thì tu. Thì bởi vì ở đây tại vì sao, tại sao Thiền Tông có công bố tại đây rồi, là vì nó có hai cái người, một là ông Thích Ca, hai là Trần Nhân Tông. Ông Thích Ca phổ biến ra, Trần Nhân Tông xác nhận thì cái dòng thiền nó mới đến đây. Còn nếu mà không có Trần Nhân Tông, dòng thiền của họ đã không vô đây. Nó đi đâu? Nó đi cái kiếp nào mà gọi là có người xác nhận mình biết. Đó là cái nguyên tắc để hỏi. Rồi con dạy khi trong lửa thành Phật, có dạy cho và đồng ý cho 3.000 người được thành Phật và 3.000 người được tốt khó chịu. Vậy cho con hỏi có phải là ẩn ý là dạy về pháp môn Thiền Tông hay không? Đúng rồi, khi ông nữ ra thì cái số lượng đó xong rồi ngưng á. Là Tạm Phật cũng biết trước là tới cái khoảng đó là cái pháp môn Thiền Tông thế vậy. Rồi bây giờ mình biết, mình phải tính là cái pháp môn hơn Thiền Tông là được phổ biến bao nhiêu rồi. Mà nên nhớ là lấy phần trăm nha, lấy phần trăm, 100 mới có năng lượng cái nhớ đi. Rồi khi nào đủ cái số này thì tất nhiên là xong cái pháp môn Thiền Tông là ngưng. Cái này là cái sự thật chứ không phải là cái mơ mà ta nói dài dài ẩn lý thôi. Tại còn không biết, giống như Kinh Kim Cang mà Đức Phật có nói, khi Như Lai nhập Niết Bàn 500 năm sau cùng, pháp môn Thiền Tông phải nói trắng ra. Đó, rồi thành ra không ai biết. Rồi như ông có vị hòa thượng ở Long Thành đó nói là khi Như Lai nhập Niết Bàn 500 năm sau,
thì tất nhiên là tính từ Đức Phật là 500, còn quá chữ cùng là 2500 năm, chứ chữ cùng mà nó sai đổi mấy ngàn năm. Đó phải hiểu để nguyên tắc đó. Rồi vật là tính từ chỗ tính từ các chị chùa Thiền Tông, tính từ các chị có mặt tôi tin qua đang ở Thiền Tông mà đến đây dự lễ hỏi chú Trình chia sẻ cho con và đại chúng biết trong ấm thân mình hình thành như thế nào, hình thành bằng cách nào. Tôi nói là trong ấm thân là hình thành như thế nào, hình thành bằng cách nào. Chữ trung gọi là trung chuyển, ấm là cái một cái chứa, thân là cái hình thể, mà cái trung ấm thân này á là do là trong cái bản nào có nói rõ đó là do đó là cái tánh người, tánh Phật mượn thân người thì vô sinh cha bảo mẹ nó kết hợp nó quay, vừa quay đó là cái gì, hiện tượng âm dương nó quay, nó kéo rồi nó quay vậy. Hiện tượng âm dương này nó thì nó khi nó đủ chuẩn rồi nó trở thành là cái tánh người, nó quay nó mới phát ra 16 thứ của tánh người. Mà rồi khi mà tánh người mà nó đủ để mà bảo quản một thân người rồi nó hoạt động, khi thân người nó bị tan rã ra thì nó sẽ quay, nó không bảo quản thân tứ đại nữa mà nó quay để nó bảo vệ cái khối nghiệp mà tánh Phật làm ra và cái tánh Phật hai cái này. Thì cái trung ấm thân này nó là điện từ ấm dương do cái màu trong suốt, vì thế mà khi tư tứ đại mất thì vị thần mới nhìn thấy trong cái trung ấm thân này chứa cái gì đâu đó, tương đương nơi chỗ nào thì vị thần có bổn phận là cái mà thực thi nhân quả, nắm cái này quăng vô chỗ đó. Ví dụ trong trung ấm thân này nó hoàn toàn phù hợp với tịnh độ thì vị thần có bổn phận là ném cái trung ấm thân này về khỏi tịnh độ. Còn cái lực ông nhờ ông biết mà ông có thành tâm ông ném cái lực như thế nào tới đúng cái vị trí đó nhập vô. Giống như mình ở đây bây giờ nó văn minh rồi đó, thí dụ ta bắn cái súng đó, mấy ngàn cái số nó bắn rất đúng, bắn không xê một ly, mà cái bằng cái vật lý mà mình con vậy á, hôm chưa người ta có thần thông mà yêu và là phi vật lý. Bởi vì mình rơi vào chỗ nào thì vị thần quăng mình vô từ đó. Đó cái trung mà ta chuyện trung là trung chuyện, ấm là cái chứa, thân là cái hình thể, cái đó là chứa cái gì. Ví dụ mình vậy, chứa là chứa về thần thì ông đẩy mình vô trong đời thần, chứa về việc vị tiên quăng lên cái đời tiên là tự độ, vì trời quả nào đó thì quăng vô đi vô thế giới này gọi là thế giới nhân quả luân hồi, tạo nhân nào hưởng quả đấy, mà ai cho mình đi hưởng là ông thần quản tánh Phật của mình, vô đây không chịu tạo công đức mà hơi ham tạo phước đức thì quăng mình thôi. Đó, cái là nó đúng là do mình thôi. Mà trong khi đó, mà muốn tạo công đức là phải một vị Phật ra đời, khi quyền ký công bố ra mới biết là công đức là cái gì. Chứ nếu quyền ký chưa công bố ra, không biết công đức là cái gì. Bởi vì thành ra tại sao các chùa ta gọi là cái chiều của công đức, tới cái miễu của công đức, mà cái đình của công đức thì hỏi vậy chứ, cái đó là ta không hiểu thì phải chịu thôi. Bây giờ công đức, phước đức, tình, ác đức ta nói rõ ràng mà còn không chịu nghe, còn chửi là cái chùa ta chịu nên là về đạo tà. Thì tôi bảo nếu đạo tà thì cứ mời lại đây. Tuy tôi nói thiệt, vài bữa nữa tôi sẽ mời ban tôn giáo tỉnh và giáo hội Phật giáo tỉnh lên đây kiểm tra cái chùa. Tôi làm đơn rồi, tôi sẽ được. Các anh em cứ phát ra mà thì không sao. Nếu mà cái chùa này đào trời hãy đào tà thì dẹp đi. Còn cái chùa này nếu mà dạy thiền tông còn có bộ phước thiết ca đàng hoàng thì nên cho hoạt động theo cái luật
tín ngưỡng tôn giáo bây giờ được gọi tín ngưỡng. Vì tại sao? Tại sao bây giờ các anh em tu truyền tông, các truyền tông thoát ra không cho? Mà các nơi trả lời rằng truyền tông trong đạo Phật không có. Vậy chứ rồi càng lên tâm tôi có gì? Tôi nói nếu mà không có thì cái tổ Bồ Đề Đạt Ma nó dẹp đi, Trần Nhân Tâm dẹp đi. Thì tôi có gì? Tinh hoa đạo Phật là giác ngộ giải thoát không dạy, mà lại dạy cúng. Ông Phật đâu có, ông Phật đâu có đi đưa đám ma, đưa đám ta đâu. Ông Phật đâu có cúng ngày nào đâu, mà giờ người nào cũng cúng. Ông Phật đâu có tụ ngày đâu, ông có cầu siêu, cầu an, hộ niệm hay đâu. Cái tinh hoa đạo Phật thì giác ngộ giải thoát, mà bây giờ mình chùa thiền tâm nó diệu thì công bố ra về giác ngộ giải thoát mà không ủng hộ mà còn chửi nữa thì hỏi sao? Cái thời đúng là thật đó, ông Phật đó, ông Phật đó rất khó. 100 người chỉ có nhiêu, chỉ có 2 người chịu thôi, còn nhiêu mới là chửi nữa. Thì bây giờ tất cả các anh em là có coi trên mạng Facebook đi, có hoàn toàn nó chửi chùa thiền tâm cái việc này nát luôn. Nhưng mà tôi sẽ làm cái đơn, tôi đề nghị chính quyền là với giáo hội đến kiểm tra cái chùa này có thể là tà đạo, tà đạo về đi. Còn nếu không tà đạo thì cho hoạt động bằng luật pháp, công nhận cái chùa thiền tâm tên diệu để hoạt động đúng theo tôn chỉ của giáo hội. Tất cả đây là tôn chỉ này, chuyên môn và giác ngộ giải thoát, cương lĩnh là gì, không mê tín gì đâu. Đây là 2 cái tôn chỉ rõ ràng của chùa thiền tâm. Truyền thiền có các bạn nào mà chứ không phải hỏi cái kia về khắp thế, khắp cái nước mình có ai truyền thiền không? Chỉ có nước Ấn Tâm, Tâm Ấn Tâm, mà không biết Tâm là cái gì, Ấn. Thành ra tôi nói là khi xong cái này là tôi về rồi đấy. Rồi kỳ sau tôi sẽ đem cái thơ đó tôi đọc cho toàn thể để nghe đó. Đó tùy anh quen cũng pháp sao pháp. Chứ bây giờ tôi nói thật á, giáo hội đọc trời mời tôi nói mời thì đi, chứ đâu có sao. Nhưng mà nên nhớ là tôi đi không phải một mình tôi đâu. Tôi đi thì có báo chí đi theo, có truyền hình đó theo, có người tôi quan hệ. Nhưng mà mời thì phải trả lời, phải nói, chứ không phải là lợi tới rồi thời hà là tôi đồng ý. Mời tôi là phải có đàn hoàng. Còn nếu mà không cho quay phim không này thì là hoàn toàn tôi đúng dự. Đó, bởi vì luật tín ngưỡng tôn giáo đã ra rồi, có hiệu lực. Nay được 10, nay được 20 ngày rồi. Thì các cơ quan nhà nước cũng phải là các phải áp dụng theo luật tôn giáo chứ. Chứ tại sao không áp dụng? Thì tại sao tôi nói là tất cả giờ Cà Mau nè, Bình Dương, Cần Thơ, Hoài Bắc xin với đề các thiền tông tại sao cho mà giáo hội bảo là cái pháp môn này nó không có nằm trong đạo Phật. Thì tôi hỏi chứ nếu đạo Phật không có vậy tôi có gì? Nó tu tịnh độ rồi hỏi chứ được cúng là của ai đó, tụng là của ai đó, cầu siêu là của ai đó? Ông đạo Phật đã đạo Phật là giác nói trắng sự thật mà không thể làm cái chuyện này. Đó, thật thôi tôi nói thật là dài bữa đó tôi sẽ gửi đơn. Tuần sau tôi sẽ đến đưa cái đơn về tôi đọc cho tất cả mọi người nghe. Rồi anh cứ hỏi tiếp đi. Rồi chúng tôi cũng khi mình ở thế giới này mình tạo tất cả tài sản của cải cũng như giống như mình đi Mỹ. Mình có visa mình đi, rồi như mình tu thiền tông. Mình bỏ tài sản cho mình đi, giờ mình đem theo cái gì để mình đi ạ? Ý mà gọi là cái người tu thiền tông đó là còn tài sản ở cái cõi trần gian này còn tài sản á, thì khi mà mình tu thiền tông khi mình chết rồi đó thì mình bỏ hết tất cả thì mình mang cái gì? Bỏ hết tất cả mang cái gì? Tài sản thì là vợ và con cái, chứ tại sao bỏ? Mình lấy bây giờ mình có phước, có mình tiền này mình tạo công đức để mình lấy công đức mình về, còn bao nhiêu mình có con có cháu thì phải để cho nó chứ. Có lẽ đem đi đâu, được nghe lời mình đem vô chùa không có đâu, được là có con có cháu phải giao lại cho nó. Còn chuyện mình bây giờ còn sống mình hiểu tạo bằng công đức á, bằng cái nào thì ráng là tạo, mà ráng tạo cho trong sạch thà là ít đi về bệnh làm Phật con đi, chứ đừng có ham cho nhiều là Phật
cha rồi cái công đức đem phù không ai thấy đâu. Nó không phát sáng rồi ông Phật, ông Phật không dẫn mình về được, nó không có đẹp thấy, không thấy cái gì hết rồi sao vậy? Có nghĩa là phải mình có cái gì phải sống đấy, có gia đình phải lo cho gia đình, tổ quốc mình lâm nguy thì chi tiền ra để phục vụ mời cho đất nước mình, cứu quốc mình. Chứ đồng quả mà nó vô được, tôi nói thật là tại làm sao ông Phật có quyền ký rằng về sau có ở trong phương Đông nó có cái quốc gia cái tối mà cứ cầu tiền bỏ bỏ đấy mất nước. Chứ nếu mà kiểu mà ông Trần Nhân Tông mà tu theo kiểu bỏ bỏ thì mất nước rồi, bây giờ không còn nữa. Em chỉ nhớ là cái là tu đúng theo thiện tâm mới cứu quốc được. Hồi ông Trần Nhân Tông chứ hồi xưa nói thiệt mình ở miền Nam còn Trung Quốc ở miền Bắc áp lực ghê lắm. Bạn nên nhớ rằng tất cả những cái gì quy luật vật lý trên cái đất này mạnh được yếu thua không có ai, không có cái pháp luật mà làm ở trên này đâu. Anh mạnh được yếu thua chung không có. Bởi vì ngày xưa tại sao mình Nguyễn Hoàng mới di dân giờ đấy, vô dân đấy thì người ta không chịu nổi thì bỏ nó đi thì mình mới có đất. Chứ nếu mà ta nó mạnh được ấy, còn lâu mới vô được. Cái này tổ tiên mình thì đây là áp dụng theo quy luật mạnh được yếu thua. Trong có cái ở trên cái đất này không có ai xử ai được hết, mà luật pháp để răn đe những cái người mà yếu muốn dế thôi, chứ người không yếu muốn dế không răn đe. Bây giờ ví dụ luật pháp này có nhiều nước này nó chiếm nước kia đấy, có ai xử nó đâu, yếu nó thua nó ráng vậy, đó là luật pháp. Còn mình cũng vậy, mình có gia đình phải lo cho gia đình mình, có tổ quốc mình phải lo cho tổ quốc mình, phải làm sao đừng có mê muội mà tin đủ chuyện. Gia đình mình lo cái đi xuống lên núi này lại lên núi kia lại ai đấy, núi là thần ở bảo thần thì cái nhiệm vụ một vậy thôi, chứ ông đâu có làm hơn gì được. Nhiệm vụ của ông thần nó có bốn giai cấp: thần chủ thế giới chuyên môn cái chuyện của ông, thần chủ quốc gia cũng vậy, thần chủ dùng cũng vậy, thần tự hành là nhiệm vụ không phải là ông bảo qua là thần thần là thực thi nhân quả từng người một. Cái chuyện đó nó đi sâu lắm, cái đó nếu mà muốn giảm là phải giảm chi tiết riêng, nó rất dài dòng nha. Thì bây giờ hỏi gì chứ, có tiền mình chết rồi thì để lại cho con di chúc lại cho đó, muốn cho được cái vàng kêu ông đừng có dành lộn phải di chúc đàng hoàng, có 10 lượng vàng 5 đứa con đứa 2 lượng chứ để đâu mấy cái thằng anh đó, nó dành á em thằng em nó lên thiệt cho nó cho mình, chứ đừng lầm tiền tâm là thực tế không có chuyện mơ hồ, không có kêu không có, bởi vì thiền tâm là cắt không có cầu xin lại được ai hết, phải tự mình. Đức Phật nói là tự mình thắp nút lên mà đi, chứ không phải tự mình đi cầu xin lại được người khác. Rồi anh đã thỏa mãn câu hỏi không? Thỏa mãn thì cứ hỏi. Còn có cái tiếp qua cái này á chú, qua buổi đi qua buổi. Dạ. Dạ cái câu vừa rồi là qua hỏi ý như gì mà chú hôm qua nói không rõ, là ý qua cũng hỏi là cái tánh Phật từ trên Phật giới mà xuống đây mượn thân con người để tạo công đức để trở về quê á chú, là coi như khi mình xuống đây thì mình tạo ra nhà cửa đất đai ruộng vườn hay là gì đó, rồi mình mua những đồ coi như mình để trong nhà trong cửa như vàng dòng tiền bạc. Rồi anh Quang cái hỏi là khi muốn đi du lịch là coi như khi mình đi du lịch thì mình phải mang cái gì theo và đem cái gì đi, mà đi du lịch rồi đâu có ở đó cũng phải về quê á chú. Ý Quang nói vậy rồi khi bây giờ mình mất cái thân này á chú thì mình đã có quê xưa rồi, mình muốn về thì mình mang cái gì đi và đem cái gì theo. Cái câu hỏi này nó đúng ra nó ghép lại nó sai câu hỏi rất nhiều. Có nghĩa là nói đừng có nói tánh Phật từ đâu rớt xuống có chuyện đó. Biết cái quạt cái bản đồ là tam giới á, Đức Phật ở ngoài cái tam giới mới chui vô đây vào dòng tộc để mượn thân người tạo công đức, vào dòng tộc thì đương nhiên là dòng tộc đồng ý
khi nào mà Đinh Đăng nó đợi mẹ mà nó kết đó thì vị thần mới quăng cái tánh Phật vô, ném luôn tánh Phật vô, nó mới vừa ném vô là cái sức quay của vật lý nó cuốn luôn. Cái sức quay đó là do điện đường dương, cái đó là cái tánh đến người đó. Còn ở trong này mình tạo nghiệp rồi, bây giờ nói ví dụ giờ mình tạo nghiệp ở lên cõi trời, lên sẽ thâu về nghiệp lên đó hết là tâm dụng à, vô quê rồi, vô không có trần, vô đem cái về được. Bởi vì tại sao ví dụ mình đủ mà thì sống là 10.000 năm mà anh xài có 90% thì anh sống 90 tuổi, 90, 90, 90 năm thôi. Đó thì đem về mang bởi vậy mới trở về trên địa cái dòng tóc lại. Và tôi ông trưởng dòng tạo hỏi vậy chứ ông bữa một 10.000 năm rồi bây giờ được cái gì chứ, được bao nhiêu tới Phật không? Chưa hỏi sao vậy? Nó gặp phép thầy lừa tôi đó. Lừa ông được phát lên lên thành ra ông tạo công đức, tôi xin tạo công đức mà ông đưa công đức tôi mà ông không biết công đức cái gì, công đức là gì. Thì lên thì mới trở lại, lên để xài hết cái công đức rồi trở lại dòng tập mới đầu thôi giờ không cho mượn tiếp, nhau vô bắt đầu tạo nhân quả tiếp. Có nghĩa là cái nhân quả kiếp đời này xong rồi giải thoát, nhưng mà cái ác đức đó nó vẫn còn luôn, cái luôn cái ác đức hoặc là cái gì đó khi nó muốn tan cái này nó phải trở về trung tâm vận hành luân hồi mới tan được. Còn nếu nó chưa vào trung tâm vận hành rồi, còn nếu mà anh mà ác đức anh vô trong cái chỗ mà ác đức sẽ xóa hết hồn, giống như ở đây mình ở tù chưa 10 năm ở hết 10 năm ra là hết thành hết tội rồi. Cũng vậy đi du lịch về, đi nước nào cũng xài hết tiền về rồi túi trong bóc về bắt đầu làm đi, vượt thân người làm đi, phải hiểu cái nguyên tắc đó. Gọi là ngoài Phật giới vào đây chứ không phải được tại hỏi đó, trên rơi xuống không có trên nào rồi đó. Từ Phật giới vào vô đây bị quy luân hồi theo cái tam giới này. Khi nào muốn về Phật giới phải tìm cách ra khỏi cái tam giới này nè thì mới giải thoát được. Nhưng trong tam giới này có mong mà cầu xin ai á, có lại ai cũng quay như giống như mình á, ai cũng quay như mình á, không ai khác mình đâu. Dù ông nào cũng là bị quay trong nhân quả hết, chứ có ông nào khác mình không. Thành ra cái thiền tâm của chỉ đoạn có chỗ này nè, không có trên đất này có cầu xin ai hết. Nếu cầu xin là bị người ta lừa rồi. Bây giờ ai có coi cái chuyện của Trần Nhân Tông không? Trong ông đó ông cầu gì đó để về nước cõi nào đó, rồi mấy bữa sau tự nói ba mẹ ở dưới địa ngục rồi mới đi thương thiện nhau. Nó có cái chuyện này, nó là bị người ta lừa. Ở thiền tông ra đời là nó phá cái tất cả tông tà tạm tà gì là sai, không nói đúng sự thật được, gọi là tông tà. Bởi vì nếu mà thiền tông ra đời là căn cứ vào trong cái tam giới và coi trong tam giới mình sẽ biết rồi trong cái trái đất này cái quy luật như thế nào là nói cho rõ. Mà giờ lắm các bạn ở trong trái đất này mình cầu xin cái gì là không được, mình lại ai cũng được. Còn thần là thực thi nhân quả, cứ mà làm cái gì mà thần rồi ông nhìn đó, ông quan trung ông thần mình đi đến cái chỗ mình ghi nào chứ phải hiểu cái nguyên tắc này. Bởi vậy thành ra tu thiền tông không hiểu được căn bản thì hiểu sai rồi. Hỏi tiếp đi. Thưa chú, giờ đời thượng hạng pháp là trái đất mình bị bệnh do loài người gây ra, mà giới mức độ nào có thể nào với ông Nam Mỹ ở Bắc Việt Nam thì có còn không, hay là như thế nào, là bệnh như thế nào đó, rồi chú xin giải thích cho cháu rõ. Trên bất cái tuổi thọ đó là người chỉ năm nó bệnh nên là do con người. Để trong cái quyển nào cũng có nói là nó thứ nhất là nó không tài nguyên trong cái lòng đất. Tôi có nói là cái đất sống được có là nhờ cái mặt nguồn ở trong đó mình rút dầu, đó là cái máu của đất. Mình con người mình chịu nổi thì sao?
thì mình thiếu máu mình chết, cho nên nó thiếu máu nó cũng chết. Nó chết đây là nó quy là tâm mà thầy ông thần quản lý này ông cực khổ lắm, ông phải chỉnh lại. Mà khi nào chỉnh hết sức thần vẫn ông thần vẫn quản lý cái đất này giống như bác sĩ thấy gần chết 9 phút cho nó hồi sinh vậy thôi, nhưng mà tới cái mức của nó. Còn bây giờ cái đất nó bị bệnh là nó do cái nguyên do này, đây là cái quy luật nhân quả luân hồi của nó. Bây giờ tại sao ngày xưa đó cái đất nó không ô nhiễm là vì nó không có thải cái khói bụi ra. Bây giờ thải khói bụi rớt đến một mức nào mà sống ở đâu nó cũng sống mà ô nhiễm thì con người tự động chết. Đó là thứ hai, con người chết thì cây cỏ hoa lá nó chết theo. Còn cái nguyên tắc thứ hai nữa là con người đánh nhau sử dụng bom này bom kia đánh để cho cái trái đất này nó quay lên tâm mà đến một mức nó quay không đúng thì tâm thì nó rã, thì lúc đó mà ông thần bó tay rồi đó. Thế ông gọi trời tứ thiên dương mà bó tay rồi đó thì trái đất nó phải đi theo vui được tuổi thọ giống như mình đây sống. Còn nhỏ bệnh thì chích được và tới đầu năm tầm tuổi là không bệnh là không chích hết được rồi cho đi luôn. Chứ làm sao bây giờ nó già tuổi thọ nó cũng đi theo quy luật già này. Một mình thì 100 năm chứ thằng đến nó 10 tỷ năm nó cũng thời gian. Cõi trời vô sắc thì 100.000 năm, tịnh độ 10.000 năm, cõi ở một vùng giới thì 1.000 năm. Đó cái quy luật nhân quả, đó nó quay theo cái chu kỳ của nó. Cái này nó rất khoa học chứ không phải là ấy đâu. Thì bây giờ mình thấy này, bây giờ thần Thích Ca nói là cứ 10.000 năm nó sẽ sinh diệt một lần, giờ mình thấy. Bây giờ tôi nói thần Thích Ca cái đất này là chế môn tư xong cùng đập đầu với nhau. Cái thằng đập nó chết thì mình ở con mình cũng chết theo đó, chứ mình sợ số hợp. Nó không phải đi theo cái quy luật khu của mình đó, mình tìm hiểu. Chứ đừng có sử dụng cái mà nghe ai nói gì cũng tin là không phải là con người. Con người phải có trí tuệ thì chung cái trí tuệ để mình xem xét rồi đó. Ông Phật nói có đúng không? Nước mình ông Trần Nhân Tâm nói có đúng không? Ông bây đây là những ông Trần Nhân Tâm thì cũng gọi là Phật Hoàng. Ông Thích Ca gọi là Phật Tổ. Cái là đầu tiên cái đất này ông thành Phật trên đầu tiên cái đời này chứ không phải. Còn nếu mà đầu tiên cái đất này Phật Tổ mà là quan dương, cái đất vừa hình thành ra thì quan dương thành Phật đầu tiên. Nếu mà tính ra đó cứ 1 tỷ năm là 1.000 ông Phật tính đi, giờ cái đất này mấy tỷ gần 8 tỷ năm thì bây giờ tính nhau ông quan dương là thành Phật, ông Thích Ca là thành Phật cao gần thứ 8.000 trên đất này. Nếu dạy, nó thành Phật để dạy cái này không có gì đâu. Nhưng mà người tâm nghe người ta cứ mê chờ chắc cứ đi theo luân hồi vậy thôi. Chứ cái này nó đúng đâu, thực tế vậy. Mà ngày xưa nếu mà nào Hồ nói Hồ ông Thích Ca mới vừa thành đạo ông nói này không tin đâu. Ông nói chuyện không nói mơ hồ. Mà bây giờ tới thời kỳ mạt pháp, mạt thực pháp này cái loại người nó rất chuyển qua thời kỳ nguyên tử và điện tử thì nói con này người ta rất công nhận, mà công nhận chỉ có 5% thôi. Còn mà 95% người ta cũng cúng tụng cầu xin lại được. Nó sai chỗ này, thành ra Đức Phật trượt đại. Ông dạy 5 pháp môn, 6 pháp môn thì ai tu cái gì thì phải nói cho người ta biết, chứ không phải là bác bỏ. Ví dụ người ta muốn tu tịnh độ thì đúng là tôi đều lên đó đó, ở 10.000 năm xuống đó. Bây giờ tại ta không hiểu tưởng là tình độ ở đời đời trong thế giới này không có cái chỗ nào đời đời hết à. Trong cái đất nhân quả này thì có cách không có chuyện nào đời đời mà phải đi theo cái quy luật đó hết. Đó là câu hỏi này, có thắc mắc thì hỏi đi. Con xin cảm ơn chú ạ. Câu hỏi tiếp theo là khi ta tu thanh tịnh thì chúng ta phải có công đức, phải kiên tánh và phải có ham muốn được giải thoát. Vậy cho câu hỏi là phải ham muốn như thế nào? Lời ham muốn đúng.
cái ham muốn giải thoát là phải ham muốn như thế nào mới gọi là ham muốn đúng? Ham muốn thế nào thì đúng cái gì? Ham muốn giải thoát thì tôi muốn giải thoát, ai đủ thì đừng đi. Trong cái kinh này, ai mời không đến, ai mời không đi. Bây giờ giải thoát thì ta đã nói cho mình rằng khi mà có cái công đức rồi á thì cánh sáng nó rất sáng, không có buồn giờ gì nằm trong đó. Đó mà phải căn cứ vào cái này. Bởi vì sáng quá thì có Phật hiện vô đó, ở đây là đi với Như Lai đi dẫn đi giải thoát rồi, theo ông họ là đầu đời. Ông đó là Phật chứ đâu phải ông Như Lai. Bởi vì thành ra trên kinh Như Ca Đức Phật dạy là thấy Phật với giết Phật. Đó tại vì mình căn cứ vào cái này nè. Nếu mà thấy ổng thì giết đi. Ông Phật là trái đất này mà hiện ra là Phật giả. Cho quên thực tiện nó thực tình cho mình mà tại mình nghe thôi. Thấy có nhiều cái đơn nghe nó hiện ra cái này kia mà lại bắt đầu lại xói đầu luôn. Mà không biết ai và ai nói ai vậy. Mà thiền tâm đã nói những cái bóng đó là bóng giả. Bóng giả ai làm ra? Là do vị thần làm ra. Trái đất này của ổng mà chưa còn có thần thần muốn gì đấy. Con người muốn cái gì thì ông chịu ở đây. Bởi vì thiền tâm nó ra đời nó bắt chuẩn là cái này. Đừng có tin những cái chuyện mà vớ vẩn á, mà không tin thôi. Chứ giờ biết sao giờ? Cái câu đó hết ý chưa? Rồi người tu thiền tâm mà bị vừa mới vào với bậc thiền tâm nhưng mà mình chưa tạo được công đức, nhưng mà mình bị chết với nó kỳ tử thì có giải thoát được hay không? Chưa có công đức hả? Chưa có thì lên hồi tiếp. Chứ sao giờ? Chưa có phước đức thì lương hồi phước đức, còn không có thì ở dòng tộc tiếp tục lương hồi tiếp, đã lên làm người để mà. Bởi vì tại sao trong dòng tộc rất đông không chịu đi? Bây giờ tôi hỏi chứ bây giờ đến Việt Nam mình là 90 triệu dân hả? Có ai tu theo đạo thần mấy người, rồi tu theo đạo trời mấy người, tu theo Phật mấy người? Tu đạo Phật thì lương hồi theo kiểu đạo Phật, tu đạo thần thì lương hồi theo kiểu đạo Phật, tu đạo trời cũng vậy, tu đạo Phật cũng lương hồi theo đạo Phật. Chỉ có thiền tâm đã muốn không lương hồi phải theo thiền tâm, chỉ còn đường đi ra, không có tu. Nên nhớ là thiền tâm có tu, tìm được con đường đi ra thôi. Chứ nên anh tu rồi nó cũng vô tu lần rồi thua là anh bị lương hồi rồi. Mở miệng ra ai đi đà là anh lương hồi rồi. Lương hồi lên trên bởi ai là ngồi thiền là muốn đâu, ngồi thiền là muốn làm thiền sư gì, thành A-la-hán gì, thì thành A-la-hán cũng nằm trong quy luật nhân quả này chứ lại đâu. Vì thiền tâm nó gọi là nói chữ tu để cho người ta hiểu thôi, cái sự thật là không có tu cái gì cả. Nếu anh đã tu là thiền nhân quả và hiểu cái nguyên tắc này, thiền tâm nó khác hơn mấy cái pháp môn khác ở chỗ này. Vì thế mà thiền tâm ra đó, ta chửi là đúng rồi. Là vì người ta tu để ta được cái này được cái kia. Thứ nhất là chứng cái này, thứ hai là kiếm được tiền. Còn cái này không cho, là không cho lấy tiền, rồi không cho tu thì nó chửi là tà đúng rồi bọn gì đấy. Mà xét về khoa học thì cái này là gọi là tinh hoa đạo Phật nằm ở chỗ này nè. Thế anh tu là vì nhân quả. Ví dụ nhà có kẻ tu theo đạo Phật đi, tu chuyên môn hộ niệm, hộ niệm gì? Thì anh rồi cái người đi lấy tiền người ta chứ người hậu hậu gì. Ông Phật còn hậu hậu được mà bà ngồi đây mở cái đầu tràn ra anh hậu hậu để tiền ta. Đó là cái mục đích của anh rồi tiền anh. Nó là tự tạo nhân quả. Anh ăn tiền bây giờ chứ rồi cái kiếp sau phải quay nó lại. Đã đỡ. Cái lương hồ, cái nhân quả lương hồ đó là vậy. Để con hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là dấu hiệu nào cho biết mình là có công đức sáng chứ không phải công đức bị bôi đen? Cái này để ví dụ mình bố mình giúp ta và giác ngộ một cái ca tâm nó trong sáng thì đó là sáng. Còn mà mình bắt môn để mình giúp người ta thì nó đen. Cái đó thì chuyện về. Nhưng mà cái đen sáng mình biết nha, tại mình để ý chứ. Tại mình để ý thì mình mới sẽ hiểu, mình biết cái này. Nhưng mình biết nó vậy. Giống như bây giờ mình đi bố thí ai đó, mình cho người ta giấc cái tấm lòng tốt à, thì cái mình có cái phước đức. Còn mình vô mình cho người ta mà có đến cần hơn thua rồi
Nhưng mà bắt bắt người ta là thiết á, mấy người mà cái người đi bố thí đứng đầu sai người này làm sai người kia tới xin lỗi thì là bắt đầu có phương thức chúng ta. Cho nên anh ra bỏ tiền ra lấy quay lấy danh cái gì ra chứ anh có bố thí gì. Cho nên là cái nguyên tắc như vậy, cái đó tự mình biết, một phần tổng giảng ra tự mình hiểu mình bố thí kiểu gì mình biết. Chứ còn nếu mà không bao nhiêu này thì không hiểu được đâu. Đầu câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là những người ở nước ngoài mà được truyền thiền nhưng mà lại cái đường xá nó xa xôi quá không có dễ nắm giữ được, nhưng mà họ vẫn muốn nỗ lực để tạo công đức thì khi chết họ có được về, họ có được như Phật là chứng nhận hay không? Cái ở người nước ngoài mà truyền thiền mà không dễ giữ được, nếu mà có cái tấm lòng nó sáng mắt thì khi nào mà bất cứ một người nào vừa tạo được công đức thì cái vị Phật mà ngày xưa đưa mình vô á thì ta thay đổi mình liền. Mà nếu mình ở về cái nơi mà xuất phát thiện tâm để truyền thiền, nếu về thì người ta nhìn mặt kỹ hơn thì chắc ăn hơn, về đó người ta xác định cái ngày anh về Phật giới ngày nào tôi nhận biết mình chết ngày giờ nào mấy giờ mới muốn tôi biết hết, tự nhiên là Phật tăng cái giúp mình về. Còn nếu mình không đến được thì mình phải có công đức rồi thật lớn, có nghĩa là trọng hơn thì vị Phật. Cái này là cái vị Phật này là mình khỏi cần đến này mà không cần truyền thiền. Thì cái vị Phật đó bây giờ nó vô đây nó tạo số lượng cái công đức đủ sức rồi để Phật nó có bổn phận theo dõi thôi. Khi mình mất thì ông ấy dẫn mình đi theo cái đường để về Phật giới. Nếu việc không đến được thì bắt buộc phải công đức thật lớn. Mà đến truyền thiền nó có lợi cho này là ta dặn dò, thứ nhất cái lời dặn dò của mình như thế nào thì ta dặn cho kỹ, quan trọng nhất cái lời dặn dò. Còn mình không đến cái bắt đầu có công đức nhiều cái bắt đầu mấy ông thần không hiện ra, ta Thích Ca A Di Đà cái hiện tới trước đi, mình theo họ là mình chạy cho mình chết. Không đến được cái điều kiện phải công đức của lớp học phúc học gì phải học được công đức họ cần đến đây cũng được. Câu tiếp theo là theo con được biết á, tánh Phật ở giữa trung tâm não bộ và nhờ công đức thì nên tánh Phật được phát sáng. Vậy thì tánh Phật phát sáng rồi thì tánh Phật phải rất là rõ ràng chứ sao lại mê mờ như vậy? Có một đứa nó phát sáng rồi, đó là cái vấn đề phát sáng của được vô đen. Nếu mà mình có công đức mà bị vô đen nó không phát thì Phật cũng không thở cũng không bay đâu, ông không giúp mình đâu. Nếu mà tất cả những cái mà bị vô đen hoàn toàn Phật không giúp, thôi để ở phần sau đi ha. Giống như mà gia đình Phật bà của một đời Phật đó, xong cùng Thích Ca mới chỉ mà hên là con Thích Ca chỉ, chứ nếu mà còn chắc ngã kia nữa thì thôi đi tiếp. Cái phát ra đó mà phải là cái phát tự nhiên mới được, nó sáng mà ông Phật mới thấy, phát là thấy đen rồi Phật cũng né không, không đủ tư cách gì. Vì thế mà đạo công đức trong cái thiền tâm này phải tạo một cái tâm trong sáng, nên nhớ đừng có một chút bận nhơ gì trong đó thì mới là cái công đức mới trọn vẹn. Còn nếu mà có một phần nhỏ trong đó không, mình làm thôi để có công đức có cho cái tâm để làm sao hoặc là đầu thai trở lại cái dòng thiền tâm này nó chưa có mất dòng thiền tâm này trong năm mất không ấy đâu, mình cố gắng đi. Giờ thành ra mấy người lớn tuổi mà không mất thì mình cố gắng tái sanh lại tìm theo cái dòng thiền tâm tu, chứ đừng có tái sanh lại nó đi 40 tuần nữa cũng đi không, là đi tiếp tục nữa cũng tụng là dân nhân quả mà. Rồi tiếp tục nữa rồi biết gì nào, thành ra Phật nó một kiếp người cho đây phải 70 tỷ năm mới ra được, chứ đâu phải nó ra là ra đâu. Bây giờ thiền tông ra đời rồi mà còn chửi này làm sao mới đã chửi, tôi đã xin đã chửi rồi còn lâu mới ra.
đã chê rồi, chê làm sao mà biết đường như thế nào? Hỏi tiếp đi. Có quý vị là đã hỏi tiếp không ạ? Dạ, thưa thầy, nếu mà sau này cái chùa Thiền Tông mà chuyển sang được lý thì những người tu Thiền Tông có nên về đây để mà hộ pháp Thiền Tông ở đây để giúp đỡ hay không, hay là rút lui về tự tu ở tại gia này? Mà ông hộ pháp giúp đỡ thì ông hộ pháp này mà ông nếu hộ pháp giúp đỡ thì còn tu cúng mà nếu cần kim cang mà cần kim cang đó cũng không có lực nổi được. Khi mà cái quy cái vật lý nó mạnh quá rồi thì kim cang cũng hút luôn, giống lên lớn như một đắp cái bờ nước ít thì được, chứ mà nước nó bỏ nó tràn nó dạt bờ ra rồi thì đã thua cái Thiền Tông này. Thì bây giờ nếu mà cái con người tu hiện giờ muốn giải thoát, 100 người muốn giải thoát thì bảo vệ được, còn mà có một người muốn tu giải thoát thì thôi dẹp đi, cũng phải đi theo người ta. Người ta muốn chuyển cái chùa này trở lại cúng mà có một người trong không được, 100 người ở đây mà 80 người đồng ý thì cái chùa này nó còn sống rồi, còn không phải nó phải đi quen theo quy luật vật lý. Nếu cúng thì phải chịu theo quy luật, theo quy luật vật lý. Cái này thì không có, Đức Phật không có nói, mà khi nói là khi mà dòng Thiền Tông với lúc nữa truyền ra thì chỉ độ có 1000 người thôi, như hồi nãy ai hỏi trong vòng 3000 người thôi. Thì bây giờ mình cố gắng mình nhào vô, còn nếu một cái xe nó chở 3000 người thì dầm rách nhào vô cũng được, chứ mà bây giờ mình cố gắng mình biết, còn bây giờ mình xem thường quá thì mình cười thôi. Chứ bây giờ 10000 năm ông Phật dạy 2500 mấy chục năm mới nói ra, bây giờ nói ra không ai chấp nhận. Mà tôi đã cười rằng tôi nói là tất cả tôi công bố quyền ký này ra, tất cả ai muốn hỏi về cái quyền ký này thật hay là giả đến đây tôi trả lời cho. Nếu tôi trả lời không được, đốt chùa được cũng được, không sao nha, rồi truy tố tôi kiểu gì cũng được, tôi dám nói như vậy được không? Thì bây giờ tại sao tôi nói là cả 2 năm không ai tới? Nhưng mà giờ đó, khi vua Trần Nhân Tông công bố cái quỹ Trần Nhân Tông ra thì giờ bao nhiêu người phản ứng, bảo chùa này là tà đạo. Thì lúc mà hồi nãy tôi mới nói, tôi sẽ làm cái đơn trình đã tà đạo, làm ơn chính quyền và giáo hội trung ương đến để kiểm tra cái chùa này tà đạo, truy tố tôi ra trước pháp luật tà đạo, dẹp cái chùa này đi, đem mấy ông thần vô cúng cũng được, không sao, giao rồi mà. Hoàn toàn tôi giao, tôi buông cái gì, tôi sẽ làm cái đơn tôi gửi đi, chứ không phải không đâu. Bởi vì nếu mà ngày xưa mà tôi mà thì sư lý nó thảo mà giao 3-4 người, tại sao giao tôi? Không biết mà thấy tôi sao, mà thấy này nó gan, chứ mấy kia nhát, cái mấy kia hù chạy này gần hù được. À, tôi nói về cái chùa này, tôi nói là cái chùa này ngày xưa đó, 1960 đến 75 tôi nuôi 20 ông các bạn đó rồi. Mà bây giờ còn mấy người, có người giống như anh Thảo, đây anh Thảo là thiếu tướng tư lệnh mặt trận Tây Nam bây giờ, gặp con, một tổng kêu tư lệnh đó, từ bây giờ con. Đó bây giờ còn mà hồi xưa đó nghe tôi nói là tôi chứa 20 ông các bạn ở đây, nó quần tụi mà mấy cái mà luôn cũng may mắn không biết sao mà thoát, chứ nếu mà nó biết được tôi nó sẽ tình tôi đó nó là tôi không có sợ. Mà hồi xưa tôi ở Sài Gòn chứ phải đây, mà tôi mỗi lần tôi về tôi phải chờ này kia làm quen rồi là đi tẩu ngoại giao tôi nói cho bia cho này thế nào ấy, tôi thì cái thật nó thấy cái chùa mà 20-30 người cỡ đầu là nó nghi rồi mà nó làm không được. Không, bây giờ thì thôi, cái chuyện nó đã chuyển qua rồi, tôi nói sơ cái chuyện vậy thôi. Chứ còn nếu mà cái chùa này về sao mà tôi không còn ở thì ban quản trị quản lý nổi thì thôi, còn quản lý không nổi thì mấy ông vật lý, mấy ông cúng tụng vô cũng lấy thì lát chịu, tôi hết chịu được. Rồi mà thế thì ông biết anh hỏi là
bây giờ chùa Thiền Tông ấy, nó còn nó đi ảnh, nó còn về đây thường xuyên, nhưng mà lại sau này nó biến thành cái chùa Dược Lý ấy, thì ảnh có phải về đây để mà hộ hộ trì nữa không? Nếu biến chùa Dược Lý thì mình Thiền Tông vô ai chấp nhận cho mình? Thế đây biến chùa Dược Lý thì Thiền Tông vô nó đuổi ra. Nên nhớ là chùa ta tu cúng mà vô nói này là chính của mình nói mà không bị chửi, thì cái chùa đã tiếp quản rồi thì làm sao, thì muốn tu thì tâm thì ra gốc cây tu chứ làm sao mà bảo vệ cái chùa này được. Vậy sau này nếu mà những người già mà lớn tuổi mà tái sinh trở lại muốn tu theo Thiền Tông thì cái mặt Thiền Tông chảy đi lên cát á, thì những người trẻ sau này làm sao xác định hoặc là dựa vào đâu để mà biết cái mặt để mà tu đúng thưa thầy? Bây giờ ở đây nó không còn là không có chỗ nào chảy đi được chỗ nào, chỉ nước nó chảy đi nước ngoài thì được, chứ còn trong này chùa Tân Diệu bị cấm rồi, không trong nước không chỗ nào được quyền công bố quyền nghĩ này là nói quyền nghĩ này là chỉ nước ngoài thôi, chứ còn chỉ cái nước ngoài đó mà bây giờ nước của mình á là được tín ngưỡng tôn giáo á thì cho tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, không ai được quyền ép buộc. Nếu chính quyền thực thi thì chùa này tồn tại, chính quyền không thực thi chùa này mất, sở về chùa cũng có tôi nói thật vậy thôi đó. Nếu bởi vì tại sao cái nguồn Thiền Tông này nó đến cái chùa này là cái quốc gia này là cho tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo, chứ giờ dám đem không cái nước mà người ta nhìn các đạo thần đạo thánh đưa công bố này ra dẹp tức khắc liền thì mình đâu có này đâu có nói được. Bây giờ không biết cái chuyện tổng thần không có nói là tồn tại, mà không nói là khi công bố quyền chỉ ra thì không quá 3.000 người về phật giới, còn bao nhiêu thì tiếp tục luôn ngồi thế đó. Thế là thì mình cái căn cứ nói vậy thôi, chứ còn nói sâu xa nữa thì không nói được, bởi vì cái phạm vi phật nói chuyện đó thôi. Khi mà đâu được nhận tận quyền ký này rồi một thời gian bao nhiêu rồi xong rồi, còn cái chuyện tồn tại không tổng nói không nói là vậy đó, nghĩa là làm sao 3.000 người là cái này đó, là cái mình của Thiền Tông đang tiếp biết rồi, mà còn bây giờ mình muốn nó tồn tại là do cái hậu thế này ban quản trị sao này có dám đương đầu với sự thật không? Chứ còn nếu mà ban quản trị nghe ta hù cái chạy thôi thì thôi nó lấy đâu, giống như anh có cái đất kia ta lợi người ta lấy của anh thì anh cử người ta, còn ta lợi người ta lấy cái đi qua chỗ khác thì nó lấy được phải rồi, đó là do thế hệ sao. Trong quyển 11 thầy có viết là ở thế giới này là có 4 đạo, đạo Phật thì do Phật Thích Ca làm giáo chủ, còn đạo Thiên Chúa thì do Giê-xu là đại diện cho đạo trời, còn lại cái phần đầu tiên là đạo thần, không biết giáo chủ của hai cái đạo đó là ai thưa thầy? Thấy nói là giáo chủ của đầu tiên đạo trời là vị đó là ai có biết không? Dạ, đạo trời đầu tiên giáo chủ là Chúa Giêsu á, rồi còn giáo chủ ai đầu tiên là tiên á, không biết cái bạn đó đạo thần thì bây giờ là coi trong nước mà là đây là ông về Trương Tử Nha đó, trong cái chuyện đó ông đạo Phật đạo Phật Chúa Giêsu và đạo trời Trương Tử Nha là đạo thần Lý Thế Bạch là đạo tiên, đạo tôn không đó bổ tâm quản lý một đạo đó. Thầy nói Phật giảng là nhìn thấy trùm khắp hết càng khôn vũ trụ, vậy thì tại sao mà những người được truyền thề và giác mặt đó, thì tại sao Phật giả không nhìn thấy rõ được mặt là tại sao này? Bây giờ chỉ có ông Phật á thì mới nhìn thấy, do mình nói chuyện rồi có chuyện thì con thấy đâu cái Phật nhãn khi nào mà, bởi vì tôi nói là khi nào mà bỏ cái trung ấm thân á thì Phật nhãn mới mở ra được, mà trung ấm thân vừa mở ra chúng mới thấy cái đất này, toàn cái đất này là tam giới này và nhiều tâm giới khác nữa. Phật nhãn phải vào trung tâm vận hành luân hồi, có nghĩa là điện từ âm dương nó trở về
cái ngôi vị của nó thì Phật giả mới mở ra được. Mà phải đến đó mà vừa mở ra được là mình đã thành, mình đã bay trôi về Phật giới rồi, chứ không có trả lời nói cho bà con nghe được đâu. Thì làm sao con? Dạ, dạ con hỏi là cái vị Phật mà theo mà chứng minh không thân như mình á, là người đó nhìn thấy chóc, nhưng mà tại sao lúc mình giác mặt á thì cái vị Phật á lại không thấy được mặt mình? Mình giác mặt thì bởi vì tôi nói là có nhiều công đức nó sáng đi đã biết, khỏi tới đây chuyện tiền cũng được, phải có công đức thật nhiều. Còn công đức là không tới, mà thứ nhất là công đức mà nó không phát sáng ra thì họ bỏ luôn, không dồn tới nữa. Giống như công đức mình khi mà vô sinh ra thì thôi, không ai biết cái đó là cái gì. Phật cũng biết cái văn nhân này là cái nguyên tắc không đem về lĩnh được. Tất thì tất cả những gì mà người ta chuyển những cái người mà như thế nào để về một cơ quan nào là thì người đó sẽ trong sạch, ta mới đưa vô. Chứ mà chúng ta nhắc mà nó buông, chứ không ai đưa vô. Đến nước Việt Nam mình tính ra cái ông Ma Di Đà đưa, tôi thấy chỗ nào có đó, nhưng bao nhiêu xã đều có không bao giờ là được hết, chứ đừng có nói chuyện tình. Mình thấy mình một môn đồ đọc phật, mình thấy cái này mình rất buồn. Đừng có lấy gì chút định tiền thấy là hay, phải giải thích cho người ta biết rằng cái hộ niệm này á là cái chuyện lừa của người ta. Chứ làm sao ông Phật ông chủ trương cái này? Nếu mà nếu chủ trương này thì trong kinh phải có. Còn mấy cái hộ niệm là cái kinh thì sao, mấy ông viết ra, mấy ông thầy viết ra rồi thấy ông đồng bằng thấy hai cái cô cũng chạy thôi, chứ ông Phật không có chạy hộ niệm nào đó. Ông Phật không có, ông Phật cũng vậy, sáu ông mô rồi là mình chi thức cho pháp 196 này 2500 năm sau ông có bắt đầu nó, chứ đâu phải có liền nữa. Thì thôi bây giờ cái chuyện này mà đạo Phật cái bầu nó tha được đó là do là tôn đồ ẩn. Nếu muốn tồn, muốn mà cái đạo Phật trường tồn thì tinh hoa đạo Phật phải thôi bài ra, mới dám đối đầu với những người học thức. Còn nếu không thôi bài ra thì người học thức ta chê, ta cười, đó là tự nhiên mình tự mình quỷ diệt cái này. Dạ, cho con câu hỏi câu cuối là có một người cũng tu thiền tông nhưng mà chưa có được truyền bí mật thiền tông. Người này nói Phật gia có nghĩa là Phật trong nhà của mình có sẵn rồi, chỉ cần sống với tấm Phật thanh tịnh đó, tạo công đức, biết công đức là có thể trở về Phật giới được, không cần phải truyền thiền. Người này có ý nghĩ như vậy là đúng hay sai? Đúng, đúng, chính là đúng mà 2-3% thôi. Khi mình ở nhà tu mình có công đức nhiều thì ông Phật cũng giúp mình thiện. Nhưng mà với điều kiện là công đức phải cho thật nhiều. Nha. Còn công đức ít ít thì đâu không tới đâu. Có ví dụ bây giờ 1 triệu thì mới nhìn về. Mà mới có 2-3 đồng là không tới đâu. Nên nhớ. Còn ví dụ ở đây 1 triệu về mà ở đây 800-900 thì ông thấy là nhiệt tình quá thì ông giúp. Còn không ấy thì thôi làm tiếp đi, đi thêm một dòng nữa đi, đợi mai nhận ra thành phần rộng dạy rồi nấu tiếp. Bây giờ thay tại sao nó trong đạo Phật có nhiều quỷ vậy, sống liên tục mấy đời Phật, tạo công đức mấy đời Phật cũng có. Mà tôi nói thật ra chưa có cái đạo giáo nào mà bằng Thích Ca. Ông Thích Ca ở đây ông nói quá rõ mà hơn nữa là ông đi vào trong cái quốc gia cho tự do tín ngưỡng. Ông Ấn Độ cũng hay mà chọn nước Việt Nam là tự do tín ngưỡng, ông đưa luôn. Chứ còn nếu mà ông đưa qua cái nước mà xin lỗi nước Campuchia đi, ta là chuyên môn về tiểu thừa đó, do không đâu vô được. Mà nếu mà cái quốc gia tu đại thừa không vô được, mà cái quốc gia Việt Nam mà là không có tu mà cho tự do tín ngưỡng, ai làm gì làm, nhưng mà được vi phạm an ninh quốc gia không, thì tất cả cái gì đồng tiền nó có đến đây là cái đất đặc biệt. Mình xét cho kỹ mới hiểu rằng cái tiền tâm nó đến quốc gia Việt Nam này là rất đặc biệt. Vì
nhà nước cho tự do tín ngưỡng, từ hiến pháp cũng nói vậy, nghị định 92 chính phủ cũng nói vậy, quốc hội cũng nói vậy, không có nào khác. Thì cái dòng tiền nó mới đến được. Chứ nếu mà thiếu một cái này, dòng tiền chắc chắn không đến được. Và chứng minh rằng quốc gia nó có một ông vua hậu dẫu tu được thành Phật, thì cái dòng tiền đó nó mới vô lưu được chỗ này. Để chi? Là vì nếu mà có ai phản đối thì trong vua đó, thì mình nói là vua đã tu, mà tại sao cho tôi tu? Mình có cái chứng cứ. Còn nếu mà trong nước đó xin lỗi, trong nước Việt Nam mà ông Trần Nhân Tông không có tu cái này thì hoàn toàn quyền ký không đến đây. Đây thì chúng ta dạ, thưa thầy, cho con hỏi, con có coi mấy bài kể ở đây, bài nào cũng có tác giả nữa. Có bài kể 20 câu cũng có tác giả. Vậy bài kể đó của ai, có phải có thầy không ạ? Không có tác giả. Tác giả là cái chữ màu vàng. Cái chữ màu vàng là tác giả. Thưa thầy, cho con hỏi ra là coi như là cũng như trong đoạn tin thầy ấy đều việc trao lại hậu nhân, có phải chữ hậu nhân này các thầy viết lắm rồi thầy không giáo để nguyện nhân mà thầy viết là hậu nhân không? Để cho tụi con có đồng tin thêm chứ không? Tôi chỉ là nguyện nhân chứ hậu nhân vậy. Bây giờ cái tiền đi ra bao nhiêu người tôi đâu biết, mà trong đó lúc đó cũng đông người. Mà tôi nói thật á, tôi khi tôi nhận cái chùa này tôi cũng ít về lắm chứ không phải đâu. Còn cái chuyện hậu nhân thì để tôi kiếm là ai chứ đâu, cái hồi đó hậu nhân là bốn người. Nhưng mà tôi nói là cái chữ cái gì của ông chính quyền phong thì không có nói. Còn hậu nhân đó còn chưa đó hai con người tôi không biết là ai. Và thì xin đến xảo để là 24 câu kệ rồi một người kế tiếp nữa, lúc đó tôi không có đây. Thì tôi thấy ở trong cái quyển mà thì sư đi đứng thảo giao lại cho tôi á, thì cái tập quyền ký và ông Trần Nhân Tông rồi những cái bài kệ nhiều lắm, nhưng mà tôi nói đúng là tôi không ghi hết đâu. Một hai cái điển hình tôi ghi, chứ nếu mà tôi ghi tôi không có chỗ ghi đâu. Còn tất cả những cái bản kia là của mấy ông tổ lưu lại, chứ còn đối với tôi thì nó đơn là chỉ một người chữ cũng là con người đứng ra đây nói là thôi, chứ đừng có khen tôi gì đó. Tôi là nhiệm vụ cũng như Thiên Long vậy, bả sai tôi làm đấy. Dạ, cho con hỏi thêm, cũng như sư bà dạy thầy là coi như là một là xây chùa, hai là viết sách, ba là cũng phải kể tiền ra, thầy đã làm xong. Nếu sư bà có còn dặn gì mà thầy còn chưa làm xong ý của sư bà không thầy? Chứ bà nó dặn là phải công bố quyền ký ra, phải viết sách, rồi phải làm đúng này thầy. Còn cái chuyện gì mà sư bà chưa dặn mà chưa làm không? Có mai mốt à? Đầu tiên xin chùa bà nói tiền thầy thì để gốc cây, bây giờ tôi bán gốc cây gần 1 tỷ bà tu xây mà. Tiền của bà để là gốc cây 23 gốc cây một cái á, là 23 triệu, anh tính đi. Có 30 triệu tính đi, phải không? Rồi cái cây sau cùng tôi bán 40 triệu. Nó đúng ra là tôi nếu mà tôi bỏ cái vô cái chùa này chưa tới 1 tỷ bạc đâu. Mà tôi bắt được cái cây này, lúc đó sân cũng quá lớn đi. Rồi còn có nhà tôi á, là viết sách ra để phổ biến từ từ. Là tôi viết rồi, tôi có nhiệm vụ tôi viết ra 10 quyển là tôi mới công bố này ra. Còn thứ hai nữa là phải công bố ra xong, công bố rồi phải chuẩn hóa lại. Có nghĩa là trong khi người ta hiểu thì tâm nó tu sai thì phải chuẩn hóa lại. Là chuẩn hóa là vừa rồi tuần rồi đó, là chuẩn hóa đó thì một hai ngày đó phải phát trên mạng để coi cho nó coi cái gì đó cái gì. Và tôi không nhớ, hỏi cái đầu tôi trả lời đó, tôi không biết tôi nhớ nó cái gì nữa. Vậy có là người tu theo thiền tông biết có tánh người và tánh Phật, vậy cái này là do tánh Phật nó biết hay là tánh người nó tự tập mà biết được? Tánh
là cái viết này là tánh người đâu có biết, mà cái viết này nó xuyên qua cái tánh người, xuyên qua cái 16 tướng của cái tánh người, là cái viết nó biến dạng. Cho nên nó đúng là cái tánh người giống như là cái bắp kiếm của chiếc xe, cái đường dẫn này thì nó sáng ra, nhưng nó biến dạng theo cái bên ngoài là nó sai chỗ đó. Thành ra bây giờ tại sao mà ta bảo là phải thanh tịnh, ta mới chuyên về cái này. Mà mình nói mình tập thanh tịnh chứ sự thật cái là khó tập lắm, không phải đơn giản. Cái đất này anh cũng tập thanh tịnh không dễ đâu, mà anh mà ép cho nó được nó lạc qua cái tập cái A-la-hán. Cái này nó khó đó. Chỉ trừ trường hợp nào mình cái thiền tâm nó ra đời rồi mình tập theo đúng cái thiền tâm thì mới đọc kiến tánh á, mới bị kiến tánh á thì mới hiểu được cái đó. Chứ còn nếu chưa kiến tánh còn đang suy nghĩ thường, bây giờ người tu theo thiền tâm á, nhìn thấy là nói đủ chuyện hết, cái đó là nó là cái tưởng của con người hoặc là do thần không làm cho nó là đi không có hiểu đâu. Là nên bây giờ mai mốt là cái bạn mà chủ quá người ta đã phát ra thì nghiên cứu cái này lại. Chứ bây giờ nói xin ở đây một công nhân xin trình chiêu trình không được đâu. Chỉ trừ một như Phật một búa thanh tịnh thì ra ông mới chịu được cái dòng luân hồi dần một chút đi để mình mới thấy được. Chỉ có một Phật mới làm được cái này thôi. Còn ở đây thì chỉ kinh sách nói thế nào, quyền ký nói thế nào, nói lại cho nghe vậy thôi. Chứ còn nói là chính xác không có đúng đâu. Bởi vì nếu mà ai mà gặp quyền ký mà nói tôi thấy này thế thì coi như bị ai làm hết. Tới cái trong cơ quả đúng hồn mà ra đời thấy cái gì Phật đã nói rõ trong Kinh Kim Cang rồi. Nếu mà thấy cái gì trái đất này là điều giả dối hết, mình phải căn cứ vào đó thì mình muốn thấy mình kiếm điều có chứ không. Cứ lo tạo công đức thì về, chứ ở đây kiếm cái gì. Tôi thấy này, tôi thấy kia có nhiều người bởi vì nó sợ là đi học tùm lum, nói tu thì tao tôi được cái này được kia rồi thì thôi. Thì có hỏi tôi nói là vậy thôi, chứ tôi có đồng giáo cái sai đâu. Cái sai là một tình chứng mà không chứng cho người ta. Người đó không chứng thì nó buồn, nó khổ vậy đó, phải không? Rồi hỏi tiếp đi. Có một người hỏi như thế này. Câu 1, Phật tánh màu gì? Có phải nó màu pha lê và hoặc màu trắng sữa hay không? Nó nằm ngoài không gian, nó không tạo tác. Giờ hỏi Phật tánh màu gì? Thì cái giao học của nó cái màu vàng sáng, nhưng mà rất nhỏ. Còn cái vấn đề mà nó chứa lắm, bây giờ nó chứa cái thấy, nghe, nói, biết. Giờ hỏi cái thấy, nghe, nói, biết mình màu gì? Làm sao trả lời? Nó thấy màu gì? Cái tánh thấy của mình là màu gì? Không có trả lời được cái này. Giờ cái nghe hỏi cái màu gì? Làm sao mà trả lời? Đó là cái tự nhiên của nó vậy thôi. Nhưng mà mình phát ra tiếng biết, đó là cái tiếng nói thôi. Chứ còn cái giống như bây giờ là như đài truyền nó phát ra tiếng ấy, và nó phát ra cái làn sóng điện, hỏi cái làn sóng điện vào gì? Bây giờ này, trong này nó hàng hà cái sao cái làn sóng điện nó đang đùa trong này, mình hỏi cái vào gì làm sao biết được? Chỉ có Phật nhãn mới hiểu được thôi, mới thấy được. Nhưng mà nếu mà con người ở đây mà thấy được cái này, con người nó điên luôn á, cứ đi khoe là chết. Bởi vậy thành là ông Phật không phải trong cái đất này đừng có tin cái gì ra đây, không có tu, không có chứng cái gì, chỉ phân tích cho biết vậy thôi. Thiền tông là chỉ phân tích cho biết để trở về Phật giới, muốn về thì đi theo công thức của nó mà về, còn không về thì thôi. Chứ còn ở đây, bởi vậy tại sao dù cái pháp môn thiền tông này phải chuyển quá lại từ khi phổ biến ra. Bây giờ rất nói thiệt á,
đi theo cái này còn khoảng 200 người chứng đắc cái này, chứng đắc cái này trong cái phật cái thiền tông này. Mà hỏi tôi có đúng không? Nó đúng hết, cái gì đúng tôi đâu dám nói rồi vậy. Nhưng mà giờ tôi nói thì chuyện quá là tôi giải thích cho nghe, rồi hỏi có đúng không? Tôi không đúng nữa, tự mình chứ nó tự mình chứ mình ban bố đặt khi nào mà chưa chuyển quá là mình nói đắc chứng tại đồng ý, nhưng mà tâm lại chuyển quá ta nói cho mình hiểu rồi, mình muốn chứng nó thì cho chứng luôn. Chứ giờ sao ta đã nói cho mình hiểu cái nguyên tắc đó mà mình không nghe thôi. Bởi vì thành cái điều đó khó là không có chỗ này, bởi vì con ta sống ở đây là sống vì tiền, vì vật chất, vì thế mà cái thiền tông này xóa cái này thì không ai chịu. Thành ra bây giờ bắt đầu phải chuyển lại. Còn bây giờ ví dụ mà tôi nói xong rồi thôi chứ không thể còn đi nói hoài thì đưa theo sách vở mà mình tu tập. Nó thật ra đó khi cái chùa cái kiểu này nó thành lập, nhưng mà qua cái chùa thứ hai không nên thành lập. Thành lập để làm cái gì? Mình cứ tìm đi để được tạo công đức mình nhiều không chứ, tìm đủ phương tiện giúp người ta thôi. Chứ thành lập đi, thành lập cái chùa thì dính cho cái chùa, rồi bắt đầu nó xoay theo cái chuyện nhân quả nữa. Chùa nào thấy tiền không tham đó, mà thấy là được chết thì có đem về được không? Mà nếu mà lấy mà hát rồi thì cứ theo tiền rồi theo nhân quả nữa. Nó thành ra thì cái chùa cái kiểu là một phần là trường đại thôi, chứ đừng có mong thấy chính cái gì đâu này rồi biết rồi. Hồi xưa không biết công đức là cái gì, bây giờ công đức rồi biết rồi, phước đức là gì biết rồi, ác đức là gì biết rồi. Ba cái giới này là mình cũng tu thiền tâm. Còn nếu mình không biết rồi bắt đầu bị cãi lộn với người ta, tôi làm công đức nhiều, tôi làm công đức ít, không nên. Ở cái thiền tông nó đặc biệt vậy, nó khó, không có bảo đảm à. Trái đất này không có cái chùa Tân Diệu thứ hai đâu. Không có ai mà các cái chùa mà còn giống như kiểu Tân Diệu, đất không lấy tiền ta, có cái chùa có đâu. Chùa nào cũng, mục đích cuộc sống cũng là tiền, không có gì khác. Mà cái mục đích cái chùa này đã công bố vị trí, mà đã công bố ra rồi thì có một phần lưu lại tất cả những cái việc gì đã nói ra để cho hậu thế biết, chứ không phải mà có cái muốn làm cái gì lớn này. Cái chùa này nói vậy là lớn nhất theo cái thiền tông, nó mấy thứ vô vậy chứ mà nó lớn nhất theo việc thiền tông, nó là lớn tự đứng lập ra. Chứ ngày xưa lục tổ của anh đâu có chùa đâu, nó tiền nhào vô mấy cái chùa ông Tám Phúc. À, từ các người lỗ đi đâu thôi, ông Trần Cao Tâm xin lỗi còn một tiền xin lỗi đó, tất cái ăn chứ làm sao ông giam tất cái tiền không bắt đầu tất cái ăn. Mà khi cái chùa nó chịu này mới dám tất cái chùa này tính ra lớn nhất cho mình tiền tâm. Mà đây này lại là cả cái vấn đề đó, là vì có cái bộ phận phải lưu lại tất cả những cái gì mà Đức Phật muốn nói trong pháp môn thiền tâm này. Ta có cách về thì những cái bản tán này là lưu lại, ai nữa không hiểu thì cứ lợi chụp từ cái bản tán biết. Đầu tư là phải tin. Điều thiên cơ thì cái phần này của Đức Bình Phú Sổ đã hỏi hỏi, thì
chúng tôi không trả lời cái này, tại vì chương trình này chỉ trả lời trong 10 quyển thiền tông. Anh có đồng ý không? Anh là người hỏi câu hỏi này. Anh có đồng ý cái này không? Thì đồng ý. Dạ, cảm ơn. Câu thứ ba thì cũng liên quan đến chữ một thầy và tớ. Nhưng anh hỏi được một phần sau là ý hằng biết, ý hằng nghe, ý hằng thấy và cái hằng nghe của tánh Phật liên quan đến thiền tông. Nhưng chữ tớ và thầy không liên quan đến thiền tông, nên chúng tôi cũng xin phép anh không trả lời câu hỏi này. Thì nếu anh có câu hỏi thì chỉ gặp riêng ban quản trị và thư ký và chúng tôi sẽ trả lời riêng cho anh. Câu này thưa thầy, câu một hồi nãy anh ấy thầy anh ấy cũng chưa thỏa mãn, tại còn hai phần thầy chưa trả lời cho anh ấy là nó nằm ngoài không gian, phật tánh nó nằm ngoài không gian, nó không tạo tác. Anh hỏi là có phải như vậy hay không? Phật tánh nằm ngoài không gian không có đúng. Mình phải hiểu cái nguyên tắc á, ở trong cái tâm giới này là mà nó quay theo quy luật nhân quả luân hồi. Tâm này trong tất cả cái này không có cái tánh nào mà tánh người nó có đó, là tánh Phật nó vô tự thân tứ đại người nó quay nó có tánh người. Còn cái tánh Phật đó, nó nằm ở ngoài cái thế giới Phật á, ở ngoài cái tâm giới là Phật giới á. Mình phải hiểu nguyên tắc vậy. Thì trong cái Phật giới ấy, nó có cái tánh Phật hằng thấy, hằng nghe, hằng nói, hằng quyết. Mà cái đó nằm gọn trong cái ý à, thành ra trùng gọn trong cái ý này. Cái ý này mà cái hằng thấy, hằng nghe, hằng nói, cái luôn dính trong ý á, và điện từ qua cuốn lại, gói trong đó, thì nó mới thành là cái tánh Phật. Nó nằm ở Phật giới. Sở dĩ tánh Phật mà muốn vào đây ngự thân người để tạo công đức, chỉ con người nó tạo công đức được thôi, thì vô đây tạo không ngờ, không biết tạo công đức mà phải tạo phước đức không, thì nó quy luật luân hồi trong này. Đến khi mà biết tạo công đức đó thì mấy chục tỷ năm rồi. Bây giờ nên nhớ là ông Thích Ca vô đây mà từ khi ông vô thì ông ra là gần 8 tỷ năm mình đây. Và nói là cái người gọi là tạo công đức nhanh nhất đó. Còn tất cả những vị kia là tạo công đức gấp 10 lần thế ta. Đó mình phải hiểu cái nguyên tắc. Bởi vì yêu cầu muốn giải đáp thiền tông thì phải đọc 10 quyển sách của thiền tông người ta mới giải. Chứ cái câu hỏi này nó nằm ngoài cái thiền tông. Đó thiền tông nó không có nằm bất cứ cái nguồn pháp nào ở trong các tôn giáo. Tôn giáo là nó nằm trong cái quy luật vật lý. Còn thiền tông nó không có nằm trong này. Nó lưu giờ với tên vật lý nó đi thoát ra. Nó là vậy. Mình phải với câu hỏi này nó không nằm trong cái phạm vi của thiền tông trả lời. À, còn có gì là câu hỏi không được. Tại vì hôm nay là buổi giải đáp chỉ kết thúc lúc 2:30 cho nên bây giờ là 2:15 rồi thì các quý vị trên đầu đã có hỏi. Dạ, chú cho con hỏi là trái tim của con người là con bớt là do điện từ của âm dương chú. Rồi khi mà bị dở cái mạch máu đó chú, cái này là phải là do điện từ của mình nó bị chênh lệch hay là không, mình do không cân bằng vật lý âm dương bị chú. Xin chú chỉ cho tụi con biết rõ. Do mạch máu thì con người của mình là tứ đại, nó cấu tạo vật chất thì nó lão hóa thì nó vỡ. Nó hai cái trường hợp mà cái gì của nó cũng đi theo cái quy luật nhân quả hết. Ví dụ mà cái giờ đó mà cái con người mình mất mạng thì nó phải đủ thứ cách để nó mất. Tới giờ đó bị mất thì đủ thứ, từ bệnh này bệnh kia, dở bệnh pháo đụng xe cái gì đó là theo cái nguyên tắc, cái đó gọi là cái mà người đời ta gọi là cái số, cái số, cái sự thật này
tới đó là thần có quản lý nhà nước phải cho tám chục là do, bởi vì do từ cái phước trước mà, giống như bây giờ anh đây mà đi du lịch trên nước ngoài đó, anh đăng ký có số tiền là một tháng thôi, hết tháng tự động đủ vậy cắt, còn từ hai tháng thì sống từ hai tháng ở hai tháng, còn ví dụ mình là cái kiếp này mình lên đây thì sống được tám chục, bảy chục, ba chục là do cái số mà là thần có quản lý, có bộ phận định ngưng lại, ngưng bằng cách nào không biết, đều đủ cách từ bệnh hoạn hay là từ lão quá hay là từ tai nạn, cho đó là do tất cả những cái đó là truyền thông đã nói như vậy. Còn bởi vì thành ra nói là tất cả những người tu truyền thông nên suy nghĩ cho kỹ, đừng có nghe ai nói gì cũng tin, thấy thượng lý mới tin, còn thượng lý đừng có tin. Truyền thông cho cái này chứ không phải là các nơi khác cứ là khi mà nói thì không cũng phải tin, đây hoàn toàn có truyền thông nó đặc biệt là anh không hiểu là anh tu mù á, là anh Đức Phật có nói câu là nếu mà Như Lai nói mà ông không hiểu mà không tin là ông chửi Như Lai, nó đặc biệt cái đạo Phật nó có cái chỗ đặc biệt này. Dạ, như vậy là theo tu truyền tâm chú cũng đã từng dạy từ con là chỉ từ con là coi như theo các bạn mà âm dương là mình cũng để cho vô bình đợi cho nó không được tác dụng được bao nhiêu hả chú? Tu truyền tâm mình nói đúng ra mình phải chọn cái sức khỏe để tâm dù thể cỡ nào để mà tới ngày như vậy. Dạ. Nhưng mà trong cái thời gian này đây là cái nguyên tắc vật lý, anh có sức khỏe thì mới sáng suốt được, còn anh không sức khỏe không sáng suốt được. Bởi vì tôi truyền tâm lại hồn quá thì cũng không hiểu được, tại là yêu cầu mình phải có sức khỏe mới tôi truyền tâm được thì mới có cái nhận định đúng. Còn nếu mà tôi truyền tâm yếu ớt không công nhận định đúng, tại vì nếu mà cơ thể mình yếu á phát ra những cái ảo tưởng, đó là ảo tưởng của vật lý, mình phải hiểu nguyên tắc đó. Thành ra cái này là cái căn bản để người tu truyền tâm chứ không phải là ép buộc mình tu. Rồi cứ hỏi gì mà tiếp. Chú cho con hỏi câu thứ hai là chồng cu xuân chính sắp sáng truyền tâm chú, là Đức Phật kể lại mà cái kiếp luân hồi của Đức Phật là coi như ngài được Đức Phật Tổ Hiền Nam dạy là coi như bây giờ con là bao nhiêu tiền ở thế gian này con cứ bố thí hết rồi, nhưng mà sau ngài thực hiện theo lời của Đức Phật mà sau này càng bố thí thì lại nó càng thêm khổ mà lại thêm nóng giận sân hận lại nhiều, thì chúng ta đâu có hợp lý gì không? Bố thí mà phải là tham muốn, bố thí mà gặp tại tham muốn thì mới sinh ra nóng giận. Ông Thích Ca nhớ không? Trước khi mà ông là ông bố thí mà bị rắc rối, ông tức, càng tức, bố thí càng tức thì cái nhân quả rất cần mạnh hơn. Bố thí bình thường gọi là bố thí là đừng có tưởng mình bố thí thì mình chỉ giúp cái bình thường thôi, là không khi nào mình bố thí thì tức là tại mình ham muốn, tại cái tưởng của mình á, bố thí bằng cái tưởng là không được, tưởng mạnh quá thì không có được. Đó phải bởi vì tại tiền trong đời ông Thích Ca đã nói rồi, ông cầm ổn đâu ông làm quan ở đâu mà vừa bố thí ông càng bố thí ông càng khổ, ông tức nó ra tại ông không hiểu cái nguyên tắc này thôi. Bởi vì ông đã nói vậy thì mình căn cứ đời mình học ổn đi, bố thí cái bình thường ở trong này tại đa số đó bố thí bình thường rồi tự là cái vui tươi nó sẽ đến với mình, tự nhiên mình biết. Ví dụ mình đến mình biết mà mình đi học đó là thôi cũng như không. Hiểu không? Nghe hỏi tiếp đi. Dạ, cho con xin hỏi câu cuối. Là như Đức Phật A-di-đà chú, là coi như là tu về Phật giới thành Phật thì có con nói, nhưng mà Đức Phật A-di-đà là con phước đức vô lượng đó chú, là coi như Đức Phật tạo một ngôi tịnh độ á chú, rồi ví dụ như con nói là cũng như cái nghe ngài Di Lặc mà xuống cõi thế gian này thành Phật hiệu A Di Đà đó,
thì coi như ngã như là ngài Aleta là coi như ví dụ có phúc đức quá nhiều là coi như ngài Aleta có thể là tạo một ngôi tịnh độ mà ở cái dòng hoàng đạo A là thêm nếu mà bảy cái ngôi tịnh độ ở đâu về đó chứ ví dụ như có mà cái có thể cái đó là ngài Aleta là làm được đó chung mình nhớ rằng là không phải ở trong một cái tam giới á, thì nó có sáu nước tịnh độ mà trong một cái tam thiên đại thiên thế giới á, có mấy nước tịnh độ tính đi thế nhưng mình có đủ sức thì mình tới đi chỗ nào nó trống á thì mình ra mình tạo chứ đâu có gì đâu khó nhưng mà bây giờ mà Việt Nam là sắp hàng để mà thế Thích Ca này không có tạo nước tịnh độ mà con cái nhiệm vụ không là giáo hóa tiếp mà chứ đâu phải mà nhiệm vụ ông Ba Diệt Đa là tạo nước tịnh độ được cái nhiệm vụ bởi vì nếu mà tính theo cái thời gian đó đối với mình đó là 1.000-2.000 năm thì nó dài cái siêu tầm đối với cái vũ trụ này 1.000 năm thì tương đương với 1 ngày trên thế giới thế gian này thôi mình phải hiểu nguyên tắc nó vậy chứ còn bây giờ bảo bay người ta là nhiệm vụ còn nối tiếp trong Thích Ca trái đất này 10.000 năm mà giờ được 7 tỷ năm rồi trái đất này là 10 tỷ năm mà được 7 tỷ năm rồi thì bây giờ cuối trên nhớ có 10.000 năm một vị Phật ra đời thì trong cái chuyện ấy nó có nói vì sao tôi mới xuất bản cái quyển chính của nó lại tự Phật hỏi gì vậy chứ Đức Như Lai thành Phật thứ mấy trên cái đất này ông nói ta cứ 10.000 năm một vị ông đi mà cho ta 7.890.000 năm gì đó để ông tính đi thì phải là 8.000 Phật ra đời đó muốn ghi tự ghi nó đọc từ đi ở đó thôi dài quá con không có đọc tại cho mình trong sách thì gì được có mười mấy hàng con tự chứ nếu mà một 8.000 ông để chắc chết rồi thì không có sách nào được viết rồi à, không có cái vậy cho mình cái tính đi cái đất này á ông Phật Thích Ca mà thành đạo là vị gần thứ 8.000 thế đạo 100 người giết giết khùng mình cho mà 8.000 biết đường không chứ câu hỏi tiếp theo là những cái thủ tục như là các biếu chỉ các bí mật hay không thì tham gia liệu có cần thiết hay không những cái thủ tục như là các biếu chỉ bí mật hay là không thiền tâm gia liệu như có gọi là người tu thiền tâm đó là có phải có cần thiết phải làm theo những cái quy trình như vậy không ạ? Tu thiền tâm mà muốn các chủ tử thì phải làm theo cái này để làm liên quan cái chuyện thiền là mới nấu giúp cái chuyện cái nguồn tiền nữa thì mới có công đức chứ còn mình không làm thủ tục này thì mình làm sao tạo công đức không phải qua công đức này mới tạo công đức được chứ cái này không bắt buộc còn nếu mình tự mình tạo công đức không cần bất cứ gì thì cứ thoải mái là tạo à, không cần qua quy luật này còn nếu muốn tạo công đức có bài bản thì phải qua công đức rồi câu tiếp theo thì cũng ý cũng tương tự như vậy có nghĩa là một người tu theo cái bốn huyền ký thì đã đi rõ và tu tập như vậy rồi nhưng mà khi mà không có qua những thủ tục như vậy thì liệu có về được giới hay không? Nếu không qua thủ tục vậy thì phải có việc gì đó có công đức cho thật nhiều rồi mình phải biết đường đi Phật giáo phải mở ra thì mình không cần gì hết giống như mình là bây giờ đó mình đi nước nào đó mình có visa đó tôi không cần ai dẫn tôi đi được dưới người đó phải biết đường đi còn nếu mà nó đi không ai cần không ai cần ai thì sao lên máy bay đường bỏ xuống bay đường đứng tại chỗ cái đường đi bắt buộc phải có người dẫn đi hồi xưa ông Thích Ca họ gì ông Diên Năng mà dẫn có về được một mình thì thôi thì cũng ráng đi đáng chờ phần nào dẫn mình về chứ mà ông về một cái không có đơn giản nước này đi nước kia mà đi một được đi qua quả cái quả như cầu này bao nhiêu cái câu chuyện nó xảy ra bao nhiêu cái câu chuyện nó đó mình nó phải nguyên tắc bởi vì trong cái đất này có làm gì phải đi có cái công thức của nó anh muốn làm
chế tạo cái gì có công thức của nó, chứ nó không cần công thức thì được chế tạo thì không, cái đó là được không biết nói sao. Tất cả cái gì từ các cái nhà tạo cái xe này cần có cái công thức hết, không phải có công thức. Còn bây giờ mấy ông nói nó giống như ngồi đó, nó tu thành này thành kia, đừng có mong. Cái đó là cho nó xin lỗi mấy ông thần có chuyện và mấy ông cô hồn có chuyện cho vui, chứ không có cái chuyện đó đâu. Cũng ra câu hỏi, tại vì hôm nay có cái thống kê quỹ lắm sớm 2:30, cho nên là nếu như quý vị nào cũng muốn đặt câu hỏi thêm thì gửi email về chùa, là cứ email là tiền thông 2:13 còn 13.com, thì trong đó sẽ có câu hỏi chị sẽ trả lời, chờ email cho mình.